thôi. Làm như là bông chân bán rẻ quá, ông cho lên hay sao á trời. Em có gốc niên hằng thánh luôn á heo. Gốc niên giờ cũng đẹp chứ bộ, khỏi cần sửa mũi gì hết. Mũi cũng đẹp sẵn. Quá tự tin luôn hả mấy chế. Vô nha mấy chế ơi, làm kỳ quá hà. Người ta đang lên bán rẻ à, mà ăn mùng kiểu này chắc chết luôn á mấy chế ơi. Mạng mùng kiểu này là thôi vô lẹ nha. Hồi trưa này là không sổ lại được luôn á. Rồi vô nè. Rồi giờ phải bán giá sốc cho mạng nó phải chia tương tác lại nha. Giá giờ này là sốc còn hơn hồi nãy luôn. Rồi công nhận đồ đẹp. Rồi nhớ lên đồ hồi nãy nha. Dạ có, từ từ lên mấy chị. Dạ em không biết mấy bữa nay mạng nó bị gì á mấy chị. Mạng nó bị gì á, mất kết nối hoài à. Đây, rồi em lên bộ đồ này cho hồi trưa mấy chị chưa mua đi. Rồi cái màu ở ngoài nó còn đẹp hơn nữa. Rồi em Hằng chào toàn thể hết yêu nha. Rồi chào chị Lê Thị Kim Mơ, chào bà Trương Mỹ Quyền, chào Trái Linh Nấm Lùng, chào bé Kiều. Rồi chào chị Danh Dự, chào Bảo Bảo, chào chị Phạm Thị Mười. Rồi chào toàn thể hết yêu, chào Trái Liên Hồng Bảy nha. Rồi em Hằng chào Trái Anh Ngọc. Rồi mọi người ơi, vô tốc độ giùm em Hằng nè. Chào Chế Đảo Hồng nè. Rồi Chế Kiều Lê Thị Thúy chưa chia sẻ nè bà Chế ơi. Chưa chia sẻ vô là comment liền ha. Lên là vô là comment liền. Nè nhìn nè. Trời ơi mấy bữa nay như vậy là chắc xỉu luôn á. Bữa giờ là em Hằng chưa kịp like một cái. Em Hằng chào Chế Thanh Chu Thị. Chưa một cái like nào mà cho đã ghiền luôn mấy chị. Bữa giờ nha mọi người ơi, mới có like một hôm qua thì like đúng một tiếng rưỡi chứ hôm qua like tiếng rưỡi à, xong là đi tiệc. Rồi hồi trưa này là mới like được bao nhiêu heo? Cũng một tiếng nữa. Hồi trưa này là một tiếng bị văn mạng. Bây giờ em xả sốc nha, chỉ một đêm duy nhất nha mấy chị, chỉ một đêm duy nhất. Không có bốn bộ 100.000 đâu mấy chị, giá này còn hấp dẫn hơn giá hồi nãy nữa. 10.000 đồng một bộ thôi nha. Giá trong cái like này nha mấy chị, giá trong like này hấp dẫn hơn giá hồi nãy nhiều. Em Hằng chào Chế Lê Diệt Nguyễn Thị Tỳ. Trời ơi em đọc Chế là Nguyễn Thị Tỳ đàng hoàng luôn mà cái miệng nói ra là Lê Thị Tỳ, thấy không? Rồi giá này là hấp dẫn hơn giá hồi nãy liền nha mấy chị. Thanh lý nha, 10.000. Em Hằng thấy hết mấy chị yêu dấu, em Hằng thấy hết nha mấy chị ơi. Thấy 500 chị đang xem like luôn nha. Em Hằng chào tổng thể hết một lần đi nha mấy chị. Bây giờ em Hằng mà chào từ chị lại là hơi bị lâu nha. Rồi bây giờ nha mấy chị, chỉ 10.000 đồng một bộ trong livestream này. Ủa cái quần này đâu mất rồi nè, hồi nãy cầm chưa kịp tặng. Rồi lên giùm em Hằng đây, thanh lý nha. Đây rốt nè mấy chị, để em lựa bốn bộ xuất sắc nhất cho mấy chị mua. Bốn bộ là 40.000 đồng được chưa, bốn bộ là 40.000 đồng giùm em. Lúc trưa mới mua giờ muốn mua nữa rồi hả em, cảm ơn Trái Yêu. Rồi bây giờ thanh lý nè, để em lựa bốn bộ siêu đẹp em tặng cho mấy chị cái nè. Đó cho có đủ kiểu đi nè, cái tay xẻ nơ rồi phải không, cái ren nè, nút ngọc trai nè. Rồi cái này là cái tay lỗ nè, cái tay lỗ. Ủa cái áo này đâu heo ơi, đây cái tay lỗ nè. Rồi em Hằng lên cái pyjama nè. Rồi cái tay dài luôn, 1, 2, 3. Rồi cái này là 4 bộ nha. Rồi dạ thanh lý nha mấy chị, hôm nay em bán là 10.000 đồng một bộ. Rồi cho chị 4 bộ đi Hằng. Rồi vô nha, cái này là không có cho nha mấy chị, cái này là bán. Cái này bán mà bán giá rẻ, giá thanh lý cho mấy chị, chứ cái này là em không có cho ai hết. Thiệt sự, cho cái gì mà cho mấy chị ơi, cái này là mình vẫn bỏ tiền ra mình mua mà. Bộ Hằng đang bận đẹp hồi chiều chưa chốt được, bộ em đang bận thì còn có mấy bộ thôi. Một chí hồi mình lên mình chốt nha, có 130.000 đồng nè. Đó mấy chị, 130.000 đồng nè. Rồi bây giờ chị em nào chưa chia sẻ, nhanh chia sẻ livestream giùm em Hằng nha. Rồi thanh lý giùm em Hằng nha.
bốn bộ là 40.000 đồng nha mấy chị. Dạ 10.000 đồng một bộ ha. Hỏi coi nè, hỏi bốn bộ này mới ly luôn. Cái này là em không có cho, mà là thiệt sự là mình, cho dù mình chỉ bỏ tiền ra là 10.000 đồng hay 20.000 đồng hay là 30.000 đồng gì hết, đó vẫn là giá tiền, vẫn là tiền của mình bỏ ra mình mua nha mấy chị. Mình mua, nhưng mà hôm nay mình được mua giá rẻ hơn thường ngày thôi, được chưa? Thường ngày thì em Hằng vẫn bán đã rất là rẻ rồi, em Hằng thường ngày cũng bán rẻ rồi. Dạ bình thường thì giá em bán là 130, được chưa? 130.000 đồng một bộ, hôm nay em chỉ bán 10.000 đồng, lấy cho bán cho chị 5 bộ nha Hằng. Dạ 5 bộ là 50.000 đồng nha, 5 bộ là 50.000 đồng, mà bây giờ em bán trước là 4 bộ 40.000 đồng đi. Rồi size đồ là 40kg trở lên, 65kg trở về, nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi nhận. Chị em nào mới vào xem like không biết bé Hằng đang bán chút vải gì, đồ gì nha. Chị em nào mới vào xem like không biết bé Hằng đang bán chút vải gì, đồ gì mà sao nó bán rẻ quá thì em xin giới thiệu luôn nha mấy chị. Hàng em bán là mango đuổi loại 1 nha. Mango đuổi loại 1, nghe kỹ giùm em Hằng nhấn mạnh. Tại sao ở đây em nhấn mạnh là loại 1 mấy chị? Vì hàng em Hằng nhập từ Tô Châu rất là đỉnh luôn, không nhèo, không nhăn, không rút vải, không xù lông, không phai màu. Giao hàng đến nơi được kiểm tra hàng trước khi nhận giùm em. Cho mấy chị kiểm tra hàng trước khi nhận giùm em. Không phải là hàng loại 2, loại 3 nha. Rồi có nước ngọt chai này nữa nè. Ôi cái mẫu này nè, em đưa lên chắc mấy chị sẽ vô nói. Ờ, ôi con ăn đi. Con ăn rồi ạ. Rồi con ăn đi. Để đây chút xíu mà ăn, chút xíu mà ăn. Cảm ơn. Rồi, rồi cảm ơn con nha. Rồi thanh lý giùm em, con ăn hết rồi hả? Rồi 4 bộ giùm em nha. 4 bộ đồ này là 40.000 đồng. Chốt cho chị 5 bộ nha Hằng. Dạ mình 5 bộ là 50 nha. Nghe tên nha mấy chị, nghe tên. Rồi cái nữa nè, ai chưa chia sẻ ống giùm em Hằng 2 lần chia sẻ trang cá nhân nha. Chốt cho chị đi Hằng, chị mới nhận 6 bộ bên Hằng đẹp quá. Dạ ok, em biết chế ủng hộ em Hằng, nhưng mà cái này á là em Hằng xin bán tặng cho những chị yêu thương bé Hằng nha. Ống giùm em Hằng 2 lần chia sẻ trang cá nhân 5-10 hội nhóm. Bộ Hằng đang bận đẹp, hồi chưa chị chưa chốt kịp. Dạ bộ em đang bận thì lẹ đi nha. Nói chung còn có mấy chục bộ à. Trời, cái màu này ở ngoài nó còn đẹp hơn trong hình nữa rồi. Em lên đơn lẹ luôn mấy chị. Tại tối hôm nay quá trời đồ đẹp luôn á. Quá trời đồ bông chân đẹp dữ lắm luôn. Rồi thanh lý nè. Rồi 4 bộ đồ này đẹp mê ly nha. Đó mê ly chưa, mê ly chưa. Rồi nè, bộ này bộ bi là bữa chị mua không được cái Hằng ha. Đúng không mấy chị? Bộ bi này hôm bữa rất là nhiều chị mua không được luôn. Rồi em thấy rất là nhiều chị chưa có ống chia sẻ nè. Rồi chưa có comment nữa nè. Hoặc là có nhiều chị em thấy đã comment rồi nhưng mà mình không có chia sẻ nè. Giống như chị Hoa Phạm nè, chưa có chia sẻ nè. Rồi bé Kiều cũng chưa có chia sẻ luôn nè. Bé Kiều có fan cứng, có theo dõi rồi nè. Hiện logo lên mà sao không chia sẻ vậy bộ. Nè, chia sẻ lên giùm em Hằng đi mấy chị. Rồi em lên tên, em lên đơn chị đầu tiên nha. Để bắt đầu lên luôn hả mấy chị. Rồi chế mới nhận 3 áo khoác nhà em Hằng đẹp quá trời. Rồi nghe kỹ nha, size đồ em Hằng là 40kg trở lên nha, 65kg trở về. Anh chốt đơn 4 bộ này cho em đi. Đầu tiên nha chị Mỹ An. Ê, Mỹ An 42 đôi. Rồi Mỹ An giùm em Hằng size mấy? Số điện thoại lộn. 7042. Rồi Mỹ An giùm em Hằng nha. Mỹ An giùm em Hằng nha mấy chị ơi. 7042 đuôi giùm em Hằng. Rồi Mỹ An giùm em. Tiếp tục. Nè 4 bộ đồ này hồi nãy đưa lên chưa kịp tặng là nó bị văng ra nè. Giờ đưa lên lần thứ 2 đừng có nhúc. Rồi 1 2 3. Rồi 4. Bây giờ 5 bộ đi. 5 bộ 50 để thêm bộ này nữa đi. Rồi 5 bộ nha. Bộ Hằng đang bận quá đẹp luôn. Bộ em đang bận là 130.000 đồng thôi. 40kg trở lên, 65kg trở về. Chốt cho chị một bộ thôi chị cũng vui nữa Hằng. Chị cố gắng lên nha chị, cố gắng lên nha. Nhớ ấn giùm em Hằng 2 lần chia sẻ trang cá nhân, 5-10 hội nhóm nha. Comment tốc độ lên nha chị yêu nha. Rồi đây, bây giờ là 5 bộ lần nha mấy chị. 5 bộ 50.000 đồng. Đã chưa, đã chưa. 5 bộ này nếu mà giá mình không bán rẻ như vậy thì bao nhiêu heo? Tính comment bán mấy. 650. 5 bộ này không bán rẻ là 650 mấy chị. 650 lo ăn không à mấy chị. Mệt mỏi lắm luôn á. Rồi 5 bộ đồ này nếu mà bán giá bình thường á là 650.
650 cũng rẻ nữa đúng không mấy chị, có 130 à, 130 ngàn đồng bộ à, 650 hôm nay bán có 50 ngàn đồng là coi như mình được tặng 600 ngàn đồng, đỉnh chưa, đỉnh chưa, chốt đơn rồi đây nè. Đó, 5 bộ 50 ngàn đồng giùm em. Hôm nay em có lên khóa không, hàng chị mới nhận khóa nhà hàng đẹp quá. Rồi, ok chế, để em coi coi nha. Để em coi coi. Bộ hàng đang bận, mấy chị cứ vào tin nhắn chốt quá trời nữa rồi. Y như hồi trưa nữa rồi. Mà hả, hồi trưa chưa có kịp chốt gì là bị văng like ra luôn. Rồi, hành lý lên đơn luôn lẹ lẹ nha mấy chị ơi. Đây đây đây, lẹ lẹ giùm em hà. Rồi, lên đơn nè, hộ ơi coi nè. Thả tim thả like đi mấy chị ơi, thả tim thả like nhộn nhịp lên. Đại đi, em thấy nhiều tim nhiều like luôn. Em thấy nhiều tim nhiều like là em tặng nhiều. Em tặng 10 bộ luôn nha. Em thấy tim thấy like là em khoái lắm mấy chị. Rồi em lên chốt 5 bộ nha, 5 bộ là 50 ngàn đồng. Size từ 40kg trở lên, 65kg trở về. Chốt mango đuổi loại 1 nha mấy chị ơi. Mango đuổi loại 1 nè. Dòng vải không nhèo không nhăn, không nhèo không nhăn, không rút vải, không xù lông, không phai màu giùm em nha mấy chị ơi. Rồi 5 bộ đồ giùm em hà. Ôi ôi coi nè, quá đỉnh luôn. Lên đơn luôn chồng ơi. Lấy cho chị Hồ Dung 9588 thôi. Hồ Dung giùm em hàng nha. Hồ ơi, bà Hồ Dung này may mắn ghê vậy trời. Hôm qua cũng thấy tương tác quá trời luôn, hôm nay lên liền. Hồ Dung nha chị yêu nha. Rồi Hồ Dung nè, 5 bộ 50 ngàn đồng. Ôi chị thích 5 bộ đó quá hằng. Bán cho chị 5 bộ đó 600 được không? Rồi ok nha chị Hồ Dung giùm em. 5 bộ 50 hả chị ơi. Bây giờ tiếp tục theo nè. 1, 2, 3, bèo nữa nè trời, 4, 5. Bây giờ 6 bộ nha. 6 bộ, 6 bộ mấy chị ơi. 60 ngàn đồng giùm em hằng. Ôi con nào quá nhiều luôn. Dạ mình được kiểm tra hàng trước khi nhận giùm em hằng. Rồi thanh lý liền giùm em giá bữa nay nữa thôi nha mấy chị. Em hằng chốt bữa nay nữa thôi, ngày mai em không có bán giá này nữa, ngày mai bắt đầu lên là em bán luôn. Lên là em bán luôn nha mấy chị. Bây giờ 6 bộ 60 ngàn đồng. Bây giờ lên lại giùm em hằng. Thanh lý nha. 6 bộ giùm em hằng 60 ngàn đồng. Chị muốn mua bộ hằng đang bận nha hằng ơi. Mấy chị ơi hôm nay nè nha, xương xương nha, để em hằng lên cái lô bông chân cho mấy chế mua nữa nè. Nè chế nào đang chờ đợi bông chân hàng mở hở, người ta bán 300-400 ngàn, mua shop em hằng có 135 ngàn. Trời ơi tới công chuyện luôn chưa chồng. Trời ơi. Rồi lên áo khoác nữa nha hằng, chị nhận áo khoác về bán đã lắm. Đúng không? Áo khoác em hằng bán quá rẻ như vậy là về bán là chỉ có lời thôi à. Áo khoác mà bán gì có 100 ngàn đồng cái à mấy chị. Hồi áo khoác sỉ 220 mà bán có 100 ngàn cái à. Rồi chốt đơn lẹ hằng ơi, vô mua bộ hằng đang bận ok mấy chị ơi. Thanh lý nè, cái này 6 bộ lận nha. Nghe kỹ xa nha. Mà thí dụ như mình cái này 6 bộ có 60 ngàn đồng, ví dụ mình về mình bận không vừa, mình chia lại người ta cũng được mấy chị, chia lại bạn bè cũng được. Trời ơi tính ra có 10 ngàn đồng bộ à, đúng không? 6 bộ 60 ngàn đồng. Còn chị em nào chắc chắn bỏ ra 60 ngàn đồng chắc chắn phải bận vừa thì nghe kỹ số ký nha. 40kg trở lên nha, 65kg trở về nha. 40kg trở lên, 65kg trở về. Trời ơi 6 bộ đồ này đẹp đỉnh quá luôn. Rồi nhớ chốt đơn giùm em hằng, cho chế 2 bộ thôi hằng ơi. Rồi chế ơi không có cho nha em hằng, không có cho nha, cái này là không có cho. Cho là khi nào em hằng không lấy tiền mấy chị mới gọi là cho, mà cũng gọi là cho nữa mấy chị, mà là tặng đó. Khi nào em hằng tặng mấy chị không lấy tiền cả mới gọi là tặng và cho. Còn cái này mấy chị vẫn bỏ tiền mình ra mình mua, mà mình vẫn phải bỏ là 60 ngàn đồng ra với 30 ngàn tiền ship nữa là 90 ngàn. Ôi cái bộ đồ này, ôi cái tay dài này đẹp quá anh ơi, anh mai lại kiểu này chưa. Ôi mấy chị có nè, đẹp quá trời luôn chưa mấy chị ơi, pyjama viền. Rồi mấy chị ơi thả tim thả like, em thấy rất là nhiều chị chưa có chia sẻ livestream. Mình có thể ấn giùm em hằng 2 lần chia sẻ trang cá nhân không, 2 lần chia sẻ trang cá nhân nha, 5-10 hội nhóm được không mấy chị. 2 lần chia sẻ trang cá nhân, 5-10 hội nhóm giùm em nha. Rồi thanh lý liền giùm em nha mấy chị ơi. Đây mấy chị yêu dấu bao nhiêu tiền mấy chị. 6 bộ đồ này 60 ngàn đồng.
Ui sáu bộ đồ đó đẹp quá trời Hà Hằng. Thiệt sự mấy chị đồ nè, đồ lẻ lẻ là toàn là, nói chung là đồ này em Hằng vẫn bán, nhưng mà bây giờ hết rồi mấy chị, hết rồi mọi người, hết trơn rồi mấy cái mã này hết rồi. Bác Hằng ơi chia ra mỗi người một bộ đi Hằng. Rồi ok em Hằng sẽ cố gắng chia ra cho mấy chị nha. Rồi 6 bộ 60.000 đồng. Chị mới nhận được hai bộ bên shop em tặng nè, 40.000 đồng. Đẹp lắm Hằng ơi, chúc em Hằng mua may bán đắt. Và em cảm ơn chị Đinh Thị Muội nha, cảm ơn chị yêu nha. Rồi bây giờ 6 bộ này là 60.000 đồng, lên đơn giùm vợ đi chồng ơi. Trần Mỹ Vân 1397 đôi. Rồi Trần Mỹ Vân giùm em Hằng nha. Trần Mỹ Vân nha, 1397 đôi giùm em Hằng. Rồi 1, 2, 3. Ôi cái bộ này em thích nữa nè. 4 nè. Rồi bây giờ em bán là 5 bộ đi, 5 bộ đi. Rồi 50.000 đồng giùm em Hằng. Rồi 6 bộ luôn đi, tiếp tục 6 bộ nữa nè. Rồi 6 bộ nữa nè mấy chị. Bộ Hằng đang bận quá đẹp luôn. Ôi con này mấy chị ơi, bộ em đang bận là tay lỡ, đẹp dữ dội luôn. Hôm nay là cái lô tay lỡ này là em nói tới công chuyện nha. Ủa, lô tay lỡ này là tới công chuyện luôn. 130.000 đồng. Coi cái màu này ở ngoài nó còn đẹp dữ dội nè. Tặng chị một lần đi Hằng ơi, đúng không? Rồi nghe tên mình nè, 6 bộ tiếp theo luôn, 60.000 đồng giùm em Hằng. Ôi em tặng là em phải tặng nhiều như vậy em mới gọi là phấn khởi mấy chị. Thiệt sự luôn, thiệt sự mấy chị. Tặng nhiều như vậy mới phấn khởi, thiệt sự luôn mấy chị. Rất là nhiều chị vào nhắn tin em Hằng vậy nè. Shop gì đâu á, kêu người ta chia sẻ đã đời, được tặng một bộ mấy chị vô nhắn gì nè. Để mai em đưa cái tin nhắn đó lên. Shop gì đâu kêu người ta chia sẻ comment rụng tay luôn. Tặng có một bộ 10.000 à. Trời ơi mấy chị, thiệt sự luôn. Cho nên đó là từ đó trở về sau là em Hằng không bao giờ tặng khách, ít khi nào tặng một bộ lắm. Tặng là 5 bộ, 6 bộ như vậy nè, cho đáng, cho đáng, cho đáng luôn. Rồi 6 bộ giùm em nha. Bởi vậy không biết làm sao mà cho vừa lòng hết đó. Rồi 6 bộ giùm em. Đây mấy chị, ôi cái bộ mail này cũng đỉnh của chớp nữa nè heo. Rồi 6 bộ giùm em Hằng nha. Nè, này có hoa, có hoa, có lá, có cây, có cành, có cảnh. Rồi chị một bộ cũng được. Rồi ok nha. Rồi thanh lý liền giùm em Hằng nè. Ôi coi nè, 6 bộ giùm em Hằng, 60.000 đồng giùm em. Chị muốn chốt bộ Hằng đang bận hồi trưa không có xem like được. Dạ bộ em đang bận là 130.000 đồng nha. Một xí em lên. Rồi thanh lý liền giùm em Hằng ha. Rồi 6 bộ giùm em Hằng, 60.000. Chị mong shop Hằng tặng một bộ mà chưa được nè, đúng không chế? Rồi đây mấy chị, rồi 6 bộ giùm em nha, thanh lý nha. 6 bộ giùm em, có nhiều chế người ta một bộ người ta á hả, chưa được lần nào, có chế được 3 lần, có chế được 3 lần mà vẫn muốn được tặng nữa. Bởi vậy gọi là hả, không biết tặng như thế nào mới là đủ luôn. Rồi lên giùm vợ này đi chồng. Lên đi, lên chị này nè, vô comment quá trời á. Thanh Chi 5816 đuôi. Rồi thanh chi giùm em Hằng nha, thanh chi nha, 5816 đuôi. Chị một bộ đi Hằng. Rồi lên nha, mua nha. Rồi bộ đồ này, ôi bộ này em Hằng xí một bộ em Hằng bận nè. Đẹp lắm luôn, cổ sen hai lá nè. Bộ này ghi giùm em Hằng là bộ hai lá đi được không mấy chị? Hai lá nha, 10.000 đồng. Rồi comment giùm em Hằng nha, hai lá 10.000 đồng. Rồi hai lá liền giùm em nha mấy chị ơi, hai lá giùm em Hằng 10.000 đồng nha. Tại vì bộ này là bộ hai lá đó. Rồi ghi giùm em Hằng là hai lá 10.000 đồng. Ôi đưa cho tôi bộ đó đi, bữa để dành. Đây nè, bữa để dành bận tặng cho mấy chị luôn. Rồi hai lá giùm em nha, 10.000 đồng. Với một bộ đùi này. Ủa coi nè, một bộ đùi nha, 10.000 đồng giùm em Hằng. Nhớ lên khoát cho chị chốt thêm 5 cái nha Hằng. Ok chị yêu nha, hai lá 10.000 đồng. Rồi một bộ đùi nè, 10.000 đồng giùm em Hằng. Đùi nha, 10.000 đồng giùm em Hằng. Ôi bộ đùi này là xinh xắn. Rồi hai lá cho bà bé. Ui bà bé Kiều này hình như được hay không? Ồ bà chia sẻ cả nãy mới nói bà không chia sẻ, bà chia sẻ cái hiện lên nè. Rồi hai lá cho bà bé Kiều nè bà. Rồi hồi nãy mới nói bà thấy không, tôi nói bà fan cứng bà theo dõi rồi, bà chia sẻ là hiện lên liền thấy không, tự nhiên nói là lên được luôn à. Nè 0943 nè, 5565 1 năm. Hơn ghê, nãy em nói bé Kiều sao bà thấy comment bà không chia sẻ bà, cái tự nhiên giờ thấy bà có fan cứng, có theo dõi, có chia sẻ rồi nha. Bé Kiều nè, hai lá 10.000 đồng. Rồi đùi giùm em Hằng,
10.000 đồng nha. Đùi giùm em Hằng. Đó em nói là mình cố gắng là tương tác là được mấy chị. Tương tác thôi, và bé Kiều nãy em nói là lên là dính liền thấy không? Đùi giùm em Hằng. Hồi nãy vô à, em thấy bả comment quá trời luôn, một mình bả muốn dọc hết cái comment của em Hằng luôn. Rồi em thấy bả chưa chia sẻ, em nói bả vô chia sẻ. Đó cho nên là mai mốt mấy chị vô là mình chia sẻ liền là nó hiện lên nhanh nhiều nhiều hơn nữa mấy chị. Rồi đùi giùm em Hằng nha. 10.000 đồng lên vợ đi. Dạ ship 30.000 đồng, đùi 30.000 đồng. Rồi lên bộ Hằng đang bận. Từ từ đi mấy chị, lên ốc phát đi nè mày. Trương Mỹ Huyền. Rồi bây giờ. Trời ơi. Đùi nha cho Trương Mỹ Huyền nha. Trời con bé này hình như được lần thứ 2 sao á. Trương Mỹ Huyền nè, chồng coi có phải được lần thứ 2 không? 0359 nè, 300702. Trương Mỹ Huyền. Rồi mấy cái bà đó là mấy bà từ Lai Đầu. Mấy bà từ Lai Đầu không á. Rồi, đùi cho Trương Mỹ Huyền nha. Kiếm một bộ nữa tặng cho anh chị thôi. Năm, quay qua đó để lại giùm tôi cái năm cái gì đi Năm. Rồi đùi giùm em Hằng cho Trương Mỹ Huyền nha. Nãy con tay ở đây đâu ta. Rồi, lên nãy này đi. Cái dâu đi. Cái tay dài đâu, lên này đi. Rồi, tay mấy chị. Rồi, ok nha. Bây giờ một bộ đồ này nữa nè. Rồi, lên đi. Rồi lên bộ Hằng đang bận cho chị chốt, từ từ đi chị ra. Bây giờ lên em bộ hồng đi, bộ hồng nha, bộ hồng giùm em Hằng nha, 10.000 đồng. Rồi hồng giùm em Hằng. Rồi hồng nha, nhớ chốt khoát cho chị nha Hằng. Hôm nay chị mua 7 cái để về chị bán. Dạ từ từ em lên nha chị, mà không biết áo khoác hôm nay còn nhiều hôn nha. Rồi hồng giùm em Hằng 10.000 đồng nha. Rồi hồng nha, 10.000 đồng. Chị muốn mua bộ Hằng đang bận. Dạ bộ em đang bận một chút xíu em lên nha chị yêu nha. Bộ em đang bận một chút xíu em lên. Rồi hồng giùm em Hằng 10.000 đồng. Bây giờ em xin bán cái này cho mỗi chị một cái nha. Mỗi chị một cái đi mấy chị nha, mấy chị yêu dấu nha. Bộ Hằng đang bận chốt cho mình. Dạ đợi em xí nha chị yêu nha. Em nhớ Trương Mỹ Huyền là hình như được tặng rồi á. Chị coi coi. Rồi lên giùm em Hằng nè. Mấy chị ơi, bây giờ là em bán siêu tặng nha. Bình thường cái này là bây giờ hiện tại luôn, chứ không phải là bình thường nữa, mà hiện tại á mấy chị. Nó khoác đốm thể thao này hiện tại là đang sỉ. Đang sỉ. Rồi hồng cho chị Nguyễn Thị Bích Phụ nha. Với số điện thoại là 0814 365919. Nguyễn Thị Bích Phụ nè. Hình nền em bé gì ra trường á. Đội cái gì nào quên rồi, tự nhiên quên cái ra trường là cái gì quên rồi em. Trời ơi, ra trường mấy năm rồi giờ quên mất tiêu. Đây mấy chị, hiện tại là nó đang sỉ nha. À bộ đồ tốt nghiệp. Cái gì quên mất mẹ rồi. Thủ khoa hả? Trời ơi, thôi thôi mấy chị. Quên rồi mấy chị. Trời ơi. Áo khoác nha mấy chị nha. Bình thường em Hằng bán sỉ là 210.000 đồng. Hôm nay em vừa bán em vừa tặng mấy chị luôn. Ghi giùm em Hằng là xả khoác nha. Xả khoác giùm em Hằng 100.000 đồng một cái. Xả khoác giùm em nha mấy chị. 100.000 đồng một cái thôi. Size từ 40kg trở lên nha mấy chị. 40kg trở lên, 70kg trở về. Áo khoác này em Hằng chốt chở cỡ khoảng được 30 chị nha. 30 chị nha mấy chị. Rồi lên bộ Hằng đang bận bên trong với. Dạ ok chị yêu. Bây giờ lên Hằng là xả khoác nè. Mình là chống nắng nha mấy chị yêu giống nha. Chống nắng giùm em ha. Hai túi ngoài giùm em Hằng. Hai túi ngoài hả mấy chị. Hai túi trong rất là mê ly luôn. Rồi bộ em đang bận em lên đơn liền. Bây giờ em xả khoác em Hằng bán cho đúng 30 chị nha. Không có nhiều nha nè. Áo khoác rất là đỉnh, áo khoác nhà Hằng đẹp lắm. Chị mua về chị bán 170 mà khách còn kêu rẻ. Trời ơi, xả khoác giùm em nha mấy chị ơi. 100.000 đồng một cái áo khoác này nhà em Hằng có size từ 40kg trở lên nha mấy chị. 70kg trở về giùm em Hằng. Xả khoác nha. 100.000 đồng kèm giùm em Hằng cái số điện thoại nha mấy chị ơi. Không có số điện thoại là không có lên đơn được giùm em Hằng. Trời ơi, xả khoác nhớ lấy màu đẹp đẹp cho chị, trời quá trời màu đẹp luôn mấy chị. Xả khoác giùm em Hằng nha. 100.000 đồng một cái giùm em Hằng. Size từ 40kg. Dạ, chị Ánh Hằng có, chị Mộng Thầm có, chị Nhân Nguyễn Tuyết có giùm em Hằng. Chị Mai Thị Mỹ Lệ có, chị Liễu Minh có. Em Hằng nhận size áo khoác là từ 40kg trở lên, 70kg trở về nha.
khoát đốm thể thao siêu đỉnh giùm em Hằng luôn. Rồi xả khoát giùm em, chốt cho chị 7 cái nha Hằng. Rồi xả khoát giùm em. Chị lấy 2 cái có được 2 màu không? Dạ được chị. 2 cái là Nguyễn mình 2 màu nha mình. Nha mấy chị ơi, em không có miễn phí đâu mấy chị ơi. Nha, 100.000 đồng này là em bán tặng rồi, không có hàng nữa đâu. Nha mấy chị, xả khoát giùm em Hằng nha. Áo khoát mình vui lòng không có lựa màu nha mấy chị. Áo khoác 100.000 đồng một cái, không có lựa màu giùm em. Có mua cái đó không? Không hả? Đóng cửa hả? Rồi xả khoác giùm em nha. 100.000 đồng một cái rồi em qua đơn khoác nha. Em lên bộ em đang bận nha mấy chị. Dạ áo khoác là bên Hằng không chọn màu mới được giá 100.000 đồng nha. Nha mấy chị ơi. Thôi coi nè. Khoác có túi trong không hả mấy chị? Nhìn cái bộ dụng cụ em Hằng nha. Đó, đây mấy chị. Áo khoác mình không chọn màu mới có đơn, mình chọn màu là không có đơn nha bên shop em Hằng. Chị nào chỉ còn có lấy chị khoác xám đi, chị khoác đỏ là ngày mai bên shop em Hằng không có gọi đơn nha mấy chị ơi ha. Mình áo khoác mình còn manh theo màu là không có gọi đơn nha mấy chị. Chỉ ghi đúng xả khoác là mới có đơn hàng thôi. Rất là nhiều màu luôn. Xả khoác em Hằng, ủa cái màu cam cháy màu đẹp nữa nè. Rồi xả khoác giùm em nha. 100.000 đồng một cái giùm em Hằng. Size từ 40kg trở lên, 70kg trở về luôn nha. Chị lấy 2 cái thì sao em? Dạ mình lấy 2 cái thì em Hằng sẽ lấy cho chị 2 màu nha. 2 cái thì mình 2 cái ha mấy chị, giống nha. 2 cái là 2 cái là 2 màu giùm em ha mấy chị. Ôi coi nè, coi cái chút nè, co giãn đã cực kỳ luôn. Ôi khoác nhà Hằng đẹp lắm luôn á. Và mà rẻ nữa đúng không mấy chị? Rồi xả khoác liền giùm em nha mấy chị ơi. Rồi nha mấy chị, lên đơn giùm em Hằng nha. Bộ Hằng đang bận quá đẹp. Thật sự bộ em đang bận là em qua tóc Hằng liền nha mấy chị ơi. Nghĩ sao 130.000 đồng cho một bộ đồ cổ sen tay lỡ như vậy. Cổ sen ren tay lỡ nha. Rồi xả khoác đủ đơn rồi nha. Không nhận đơn khoác nữa nha mấy chị ơi. Xả khoác em shop em Hằng hết hàng nha. Nha mấy chị ơi, 100.000 đồng. Có nhiều màu không Hằng hả? Trời ơi, bao nhiêu màu luôn mấy chị ơi. Em nói xả khoác bên shop Hằng màu nào cũng đẹp hết, mọi người yên tâm mua. Rồi đây mấy chị nhìn nè, 100.000 đồng một cái, mình không có lựa màu giùm em Hằng. Nhìn nha mấy chị, nhìn cái bên trong đây là cái túi nè, bên trong nè, đỉnh của chóp chưa. Rồi túi trong hai, túi ngoài có hai dây kéo ha. Rồi hai túi trong giùm em Hằng luôn. Rồi xả khoác giùm em Hằng nha, 100.000 đồng một cái giùm em Hằng. Chị lấy 9 áo khoác nha Hằng. Rồi lấy 9 cái luôn hả? Rồi xả khoác giùm em nha mấy chị ơi. 100.000 đồng một cái giùm em Hằng. Size từ 40kg trở lên nha, 70kg trở về giùm em Hằng. Trời ơi, đỉnh của chết chưa. Rồi em qua xả khoác ha. Đủ số lượng em Hằng rồi. Nãy giờ là nhiều rồi đó. Nãy giờ là nhiều áo khoác mà em Hằng không có lên màu nha. Nha mấy chị. À giống như chị Thanh Phan nè, lấy chị 2 cái màu tối. Ok, em Hằng sẽ ưu tiên như vậy ha. Đó, giống như chị Thanh Phan mà 2 cái màu tối mà sẽ ưu tiên như vậy được. Còn mà bắt em Hằng lấy chị phải ngay màu xám, lấy chị màu hồng thì mình mua là 210.000 đồng một cái nha. Ha, bao nhiêu cái cũng ship 30.000 đồng á mấy chị yêu dấu nha. Rồi, nha mấy chị ơi, bao nhiêu cái cũng ship 30.000 đồng ha. Này không dồn đơn lúc trưa nha, đơn lúc trưa đi hàng rồi nha. Ủa sao bà đó chưa có gọi đơn? Bà Giang Y kìa. Rồi, lên bộ em đang bận luôn, khoác hết đơn nha. Rồi khoác em Hằng không có áp dụng gửi qua tin nhắn hay gì nữa nha mấy chị. Em Hằng chỉ bán trực tiếp trên livestream này thôi nha mọi người. Chốt đơn bộ em đây. Đây mấy chị ơi, chốt đơn. Trời ơi, cái bộ này ở ngoài là em nói nó còn mê ly luôn á. Hồi chiều rất là nhiều chị xuống mua thêm nữa nè. Mua ở gần shop em Hằng á, xuống nhận hàng xong rồi kéo bạn bè chị em rồi xuống mua ủng hộ em Hằng quá trời luôn mấy chị. Rồi lên đơn nha. À chị Nguyễn Thị Bích Phượng đúng không? Chị Nguyễn Thị Bích Phượng nè, hồi nãy á mình đã được tặng một bộ đồ rồi á chị. Phải Nguyễn Thị Bích Phượng ta. Rồi chế Nguyễn Thị Bích Phượng hồi nãy á là mình có được tặng một bộ đồ rồi, cho nên là khoác mình xin nhường lại cho chị khác giùm em nha chị yêu nha. Đó, mình có thể mua ủng hộ em Hằng một bộ đồ khác hay là hai bộ đồ khác giùm em, còn khoác em đã bán rất là rẻ, rất là rẻ có 100.000 mà mình đã được đồ tặng nữa rồi thì nhường lại giùm em nha. Rồi bộ em đang bận nghe kỹ giùm em ha. 40kg à, vừa chốt xong đơn là đi hàng rồi nha. Chị là mới cọc thôi đúng không? Mới cọc là ngày mai nhân viên Hằng mới vô làm đơn lại. Rồi bộ em đang bận nha mấy chị. 40kg trở lên, 65kg trở về nha mấy chị ơi.
Mango đuổi loại 1, không nhèo, không nhăn, không đút vải, không xù lông, không phai màu. Lên đơn giùm em Hằng. Cao cấp 1 nha, 130.000 đồng. Lẹ nha mấy chị, không có còn nhiều nữa nha. Cao cấp 1, em qua tốc độ luôn nha, 130.000 đồng. Cái màu này ở ngoài đẹp giả mang luôn, trắng da nữa, hồi sáng xuống lại, hồi trưa xuống lấy nè Hằng. Rồi gũ thêm bạn xuống mua nữa nè. Đây mấy chị, cao cấp 1 giùm em Hằng nha, 130.000 đồng, 40kg trở lên, 65kg trở về. Chốt mango đuổi loại 1, không nhèo, không nhăn, không đút vải, không xù lông, không phai màu. Rồi em qua đơn cao cấp 1 giùm em Hằng nha. Đúng đơn giùm em Hằng là cao cấp 1 giùm em mấy chị ơi, 130.000 đồng giùm em Hằng. Ôi mà chế Lê Thị Thúy Nga, lấy chế Lê Thị Thúy Nga ơi, đẹp quá trời luôn. Cao cấp 1 nha. Dạ shop em Hằng bán hàng chất lượng từ trước đến nay rồi 10 năm nay. Bán hàng lô nào đều cho khách kiểm tra hàng đàng hoàng. Thì Lê, khách mua hàng bên shop em Hằng là từ đồ nào cũng được kiểm tra hàng hết. Shop Hằng chốt đơn gấp kỹ trước khi gửi hàng, còn chụp ảnh cho xem. Rồi cao cấp 1 cho em Hằng, 130.000 đồng như Hằng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Bây giờ có một cái tông này quá sang nè. Quá sang nha mấy chị. Họ quá sang cho đội của bạn luôn. Cao cấp 2 liền Hằng. Cao cấp 1 nha, đẹp lắm. Cao cấp 1 cho em Hằng, 130.000 đồng. Rồi dạ em khỏe rồi chứ Lê Thị Thúy Nga ơi. Cao cấp 1 giùm em Hằng, 130.000 đồng giùm Hằng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Rồi lên em Hằng là cao cấp 2. Cao cấp 1 bên em Hằng hết nha mấy chị ơi. Cao cấp 1 bên shop em Hằng hết nha. Qua lại giùm em Hằng là cao cấp 2, 130.000 đồng. Trời ơi, nhớ lên bông chân nha Hằng, nãy Nguyễn thấy đẹp quá. Dạ Lê, em lên bông chân cho mua đò. Bông chân là hôm nay xuất sắc. Mai Mỹ Lợi. Rồi cao cấp 2 liền giùm bác Hằng nha, 130.000 đồng giùm em Hằng. 40kg trở lên, 65kg trở về giùm em Hằng. Dạ từ Nguyễn từ Nguyễn em lên hết, yên tâm nha mấy chị ơi. Cao cấp 2. Dạ Nguyễn cao cấp 1 bên shop em Hằng hết rồi, đừng comment nữa nha, qua nha mấy chị. Cao cấp 2 liền giùm bác Hằng. Ôi nghĩ sao bộ đồ 130 nè chồng. Cao cấp 2 liền giùm bác Hằng nha. Chị lấy cao cấp 2 nha Hằng. Dạ này ghi em Hằng là cao cấp 2 giùm em Hằng, 130.000 đồng giùm Hằng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Mình mua hàng mã kèm giùm Hằng số điện thoại. Đây màu da bi đẹp mê ly luôn. Cao cấp 2 liền em nha mấy chị ơi, 130.000 đồng giùm Hằng. 40kg trở lên nha, 65kg trở về. Ôi coi nè mấy chị ơi, đẹp quá trời luôn chưa. Cao cấp 2 quá đẹp luôn Hằng. Ủa cái màu này nó mê ly lắm mấy chị. Cao cấp 2 liền giùm bác Hằng nha, 130.000 đồng giùm Hằng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Rồi em lên cái tông màu này nha mấy chị. Cao cấp 2 liền Hằng nha, 130.000 đồng giùm Hằng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Ôi cao cấp 2 quá đẹp luôn Hằng. Dạ cao cấp 2 đẹp lắm. Khách em Hằng vô chốt đơn đi. Nè làm gì làm phải có một cái tông màu da nha. Những cái vải hàng loại 1 để mấy chị ở ngoài nó đẹp dữ lắm luôn mấy chị. Nè cao cấp 2 giùm em Hằng. Rồi em cảm ơn chị Linh Như Phan nha. Em khỏe rồi chị. Cảm ơn chị nhiều nha chị. Rồi mấy chị quan tâm em Hằng còn hơn là chồng em nữa. Rồi chồng em đã ép em Hằng hôm nay like sớm nữa mấy chị. Hồi trưa nghỉ sớm nè, tối nay like sớm nha. Rồi mấy chị còn hỏi em Hằng khỏe chưa, khỏe chưa em. Rồi em Hằng vui kinh khủng luôn mấy chị. Lên em là cao cấp 3. Cao cấp 3 nha, 130.000 đồng. Ôi coi nè, cao cấp 3 liền giùm bác Hằng. Ôi hàng thương hiệu nha mấy chị. Đây 40kg trở lên, 65kg trở về. Cao cấp 3 giùm em mấy chị yêu dấu nha, 130.000 đồng giùm em Hằng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Lên lẹ giùm em Hằng là cao cấp 3. Chồng thấy chưa mấy chị, còn yêu thương em hơn chồng nữa. Cao cấp 3 thì giùm em mấy chị, 130.000 đồng. Một bộ đồ thương hiệu mấy chị nhanh tay vô chốt đơn liền nha. Cao cấp 3 liền giùm em Hằng ha, 130.000 đồng. Đỉnh của chóp quá trời luôn. 40kg trở lên, 65kg trở về. Rồi cao cấp 3 liền giùm em nha mấy chị ơi. 130.000 đồng giùm Hằng. Ôi coi nè,
40kg trở lên, 65kg trở về giùm Hằng. Rồi, có lên bông chân không Hằng? Có, lên liền, lên bông chân liền, cao gấp 3. Đợi đúng không? Cao gấp 3 giùm em Hằng. 130.000 đồng giùm Hằng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Em nhá bông chân mấy chị khoái quá trời luôn. Có tay dài không Hằng? Dạ có. Em lên hết mấy chạy cao gấp 3 đi em Hằng nha. Nghĩ sao bộ đồ 130.000 đồng nè mấy bà chế. Bây giờ em lên một cái tông màu hồng cái nha. Em lên cái tông màu hồng cái bắt đầu em qua bông chân nha mấy chị. Hôm nay bông chân mà mấy chị làm tranh thủ mua để dành mặt Tết nha. Rồi đây, lên lên đồ này đi Hằng ơi, mà may thiết kế á, từ từ chế, từ từ em lên chế. Bây giờ lên em là cao cấp 4 nè, 130.000 đồng chốt đơn liền nha. Trời ơi coi nè, cây vải này là hiếm hoi lắm, em Hằng mới săn được nha mấy chị. Cao cấp 4 liền em Hằng, 130.000 đồng, 40kg trở lên, 65kg trở về. Dạ, 40kg trở lên, 65kg trở về. Mã này lên em là cao cấp 4 đi. Cao cấp 4 nha. Rồi lên bông chân đi Hằng ơi. Thích thích bộ hồi nãy quá trời luôn. Dạ, đợi em lên liền. Cao cấp 4 nè, 130.000 đồng, 40kg trở lên, 65kg trở về. Dạ, mình comment giùm em đi chị yêu ơi. Em không nhớ nữa chị. Bây giờ mình comment đi, ngày mai nhân viên em gọi chốt đơn nha. Bây giờ mình đừng có hỏi em là mình có bộ đó không nha. Em không có nhớ nổi nha mấy chị ơi. Cao cấp 4 liền Hằng. Thôi, chốt đơn lẹ mấy chị ơi. Một cái tông màu hồng quá sang luôn. Cao cấp 4 liền em mấy chị. 130.000 đồng giùm em Hằng. 40 kg trở lên nha. 65 kg trở về. Trời ơi bộ này đẹp quá Hằng. Dạ cao cấp 4 nè mấy mấy chị. Mình nhớ mua hàng kèm giùm em Hằng cái số điện thoại là hệ thống lên đơn cho mình nha. Mua hàng mã kèm giùm em Hằng số điện thoại là hệ thống mới lên đơn nha mấy chị. Không kèm theo số điện thoại là hệ thống không lên đơn được nha. Rồi cao cấp 4 giùm em Hằng. 130.000 đồng giùm Hằng. Rồi 40 đổ lên, 65 đổ về. Chị đợi bông chân để mua Hằng rồi. Ok luôn. Bây giờ lên em cái cao cấp 5 cái là em qua bông chân nha. Chị nào chưa tương tác với shop em Hằng lên tương tác lại nha. Tại vì hàng bông chân là số lượng có hạn nha mấy chị. Rồi em lên một cái siêu sang nè. Cao cấp 5. Hàng bông chân là cổ là 3 tháng trời rồi á. Em Hằng mới may được một lô á nha. Rồi nha mấy chị yêu dấu nha. Cao cấp 4 giùm em Hằng. 130.000 đồng. Rồi lên lại em bác Hằng là cao cấp 5. Ôi, cái bộ này quá trời đẹp luôn mấy chị ơi. Cao cấp 5 giùm em Hằng. 130.000 đồng. Sao chị bị hắt ra ngoài á? Không biết nữa chế ơi, cố gắng tương tác với shop em Hằng nha chế Trần Xuân. Hôm nay nha, bữa giờ mua đồ nhiều đúng không? Nhưng mà hôm nay nhất định phải mua để dành bật nha. Tại vì cái lô này em may khó lắm luôn á, lâu lắm mới được á. Cao cấp 5 nha, cái lô này là mình mua mấy chị. Cái lô bông chân á là mình mua là ở ngoài thị trường bán là 290-300 nghìn luôn á. Rồi bên shop em Hằng là không có miễn ship nha mấy chị ơi. Cao cấp 5, 130.000 đồng, 40 kg trở lên, 65 kg trở về. Mua hàng của bé Hằng không cần kiểm tra luôn, quá xuất sắc, ok lắm luôn. Dạ em cảm ơn chế Trần Trinh nha. Rồi cao cấp 5 giùm em mấy chị, 130.000 đồng giùm Hằng. 40kg trở lên nha, 65kg trở về giùm em Hằng. Rồi cao cấp 5 giùm em mấy chị ơi. Cao cấp 5 nha mấy chị. Trời ơi cái bộ đồ này là sang tới công chuyện luôn nha. 130.000 đồng giùm em Hằng. 40kg trở lên giùm em Hằng nha, 65kg trở về giùm em Hằng. Rồi cao cấp 5 lên đơn tốc độ giùm em ha. 130.000 đồng. Rồi đây thể thao yêu cầu của mấy chị luôn. Ôi cái bộ đồ này là tới công chuyện luôn heo ơi. Tới công chuyện nha. Cao cấp 5 giùm em mấy chị. 130.000 đồng giùm Hằng. 40kg trở lên nha, 65kg trở về liền em Hằng. Rồi ai chưa chia sẻ nhanh chia sẻ like team liền giùm em Hằng nha mấy chị ơi. Em nói ai chưa chia sẻ là còn nhanh chia sẻ liền quẻ. Tương tác bài like liền hả team, thả like liền. Mình comment cao cấp 6 đi. Em Hằng bán giá này là bao giá thị trường cho mấy chị luôn. Ngay cả những chị thợ may nha. Thợ may luôn. Mấy chị biết là cây vải bông chân là may khó cỡ nào rồi đó. Thợ may mà nhận bộ đồ em Hằng về. Trời ơi bác Hằng ơi.
Bé Hằng ơi, bé Hằng bộ đồ mà bé Hằng bán 135 ngàn, chị không tưởng tượng nổi là nó rẻ mà nó đẹp như vậy luôn. Lên giùm em Hằng là cao cấp 6 nè. Mai nó sang chảnh cực kỳ luôn mà em Hằng bán cho mấy chị tới size 65 nữa nha. Vô chốt đơn nha, cao cấp 6 liền em Hằng. Mấy chị nhìn thấy bận cái áo vô là nó mê ly chưa? Cái tai nè, 135 ngàn đồng. Em bán bộ đồ này 135 ngàn đồng. Mà em nói biết bao nhiêu chị mà than luôn á. Ôi em ơi, chuyến này chắc là chị nghỉ ngày mai luôn. Chị nghỉ ngày mai luôn. Chị đòi em ra lô để chị mà chị em ra mẫu để chị mua thôi. Chị không có nhuận may luôn. 135 ngàn đồng, cao cấp 6 điểm hà. 135 ngàn đồng nha. 40kg trở lên, 65kg trở về nha. Ngay cả các xưởng vào, em ơi sao em may ra như vậy mà em dám bán 135 được. Trong khi đó giá vải nó là 90-100 ngàn đồng một mét rồi. Mai cái này á là vải hao vải cực kỳ luôn, cao cấp 6 giùm em hà. 135 ngàn đồng. Trời ơi coi nè, 40kg trở lên nha, 65kg trở về. Chị đợi lô này nhà hàng lâu lắm rồi đó. Dạ, chị ai hả? Đợi lâu thì hôm nay tranh thủ vô chốt đơn nha. Thì sợ em may rất là lâu bởi vì nó canh lắm chị. Không. Bông chân là may rất là khó. Chị là thợ may chị biết nha hàng. May bông chân cực kỳ khó luôn. Mai dạ, Nguyễn. Cao cấp 6 giùm em hàng. 135 ngàn đồng. Văn. Mấy chị nào thấy may bông chân cực kỳ khó và Nguyễn cực Hoa. Kỳ hao vải. Bình thường nha, bình thường những cây vải thường á là không có bông chân là Hằng may được. Em Hằng may được 100, một cây vải là may được 100 bộ. Còn cái này bây giờ may được có 60 bộ hả mấy chị, mất hết 40 bộ của em hà. Đáng lẽ bộ này em bán 220 mới đứng xứng đáng của nó. Cao gấp 6 nha, 100 bao nhiêu tiền mấy chị, 35 ngàn đồng. Đáng lẽ em Hằng bán 220 mới đúng giá trị của nó, nhưng em bán 135 ngàn. Em Linh chấp nhận kiếm. Lỗ mấy cái lô này cho mấy chị nhận được hàng siêu đỉnh nha. Rồi cao cấp 6 giùm em hằng. Rồi cao cấp 7 bà chế hoa cô lên chốt đơn nè mấy chế ơi. Trời ơi 135 ngàn đồng chồng ơi. Cao cấp 7 này giùm em mấy chị. 135 ngàn đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Trời ơi lô này của Hằng hồi trước chế mua được có 4 bộ, đẹp quá trời. Đợi Hằng like từ bữa giờ gần 3 tháng. Dạ, thiệt sự là gần 3 tháng trời em Hằng mới may được nữa nè. Quần có túi không Hằng hả? Dạ mấy chị ơi, đồ shop em Hằng nè, túi nè, sâu ghê chưa? Nè, túi em Hằng đúp lót là vải chín hết giùm em Hằng nha. Rồi, cao cấp 7 mấy chế ơi, chốt đơn nha. 135 ngàn. Ôi, cái viền sọc này nó đẹp quá trời heo ơi. Ôi cao cấp 7 giùm em nha mấy chế. 135 ngàn đồng. Trời ơi 40kg trở lên, 65kg trở về. Ôi cái tai bồng nè, lên lẹ giùm em Hằng là cao cấp 7 nha. Chị em nào cần một cái sự sang chảnh nhất có thể thì lên nha mấy chị. Trời ơi mấy chị ơi, cao cấp 7 liền bác Hằng. 135 ngàn đồng giùm em Hằng. 40kg trở lên nha, 65kg trở về em Hằng. Cao cấp 7 đẹp quá trời. Cao cấp 7 giùm em mấy chị. 135 ngàn đồng giùm em Hằng. 40kg trở lên nha, 65kg trở về. Trời ơi coi nè, cao cấp 7 giùm em Hằng. Ngọc Hoan, shop em này bán đồ đẹp lắm. Chị mình mua trên 10 bộ rồi, mọi người vô mua đi. Em cảm ơn chị Ngọc Thành nha, cảm ơn chị nha. Cao cấp 7 giùm em Hằng mấy chị. 135 ngàn đồng giùm em Hằng. 40kg trở lên nha, 65kg trở về giùm em Hằng. Rồi cao cấp 7 giùm em. Bây giờ cái màu riêu này quá đẹp ha anh ơi. Cao cấp 7 nha. Em mới nhận đồ đẹp lắm chị. Cảm ơn chị Hà Bảo Nguyễn đúng không? Hà Bảo Nguyễn cảm ơn chị yêu nha. Cao cấp 7 giùm em Hằng. Hà Nguyễn kia. 135 ngàn đồng giùm em Hằng. Có màu nào nữa không bé Hằng đang đợi để mua? Để lên mấy chị, để lên. Dạ bộ này là cao cấp 7, 135 ngàn đồng. Trời ơi cao cấp 7 này bé Hằng nha, 135 ngàn đồng. Mua rất nhiều shop online rồi, nhưng mà thấy đồ shop Hằng là may đẹp nhất, vải đẹp nhất. Rồi cao cấp 7 giùm em nha mấy chị ơi. Rồi lên Hằng là cao cấp 8 liền hả Hằng. Cao cấp 8 nha, 135 ngàn đồng giùm em Hằng.
40 kg trở lên, 65 kg trở về. Dạ em Hằng có tay dài, có lên lửng, có tùm lum hết nha. Rồi cao cấp 8 giùm em Hằng. Ôi em xí bộ đồ này mới được mấy chế ơi. Màu rêu và màu đen mấy chị. Màu rêu, màu đen và màu trắng là một cái sự phối hợp rất là sang chảnh chưa. Đời nào mình có được một cây vải màu rêu, rồi cái bông chân nó là màu đen, rồi cái hoa nó là màu trắng mấy chị. Rồi cao cấp 8 nghìn bá Hằng. Trời ơi, 135 nghìn đồng, 40 kg trở lên, 65 kg trở về. Cao cấp 8 thì giùm em nha mấy chị ơi. Trời quá đẹp luôn. 135 nghìn đồng, 40 kg trở lên, 65 kg trở về nha. Cao cấp 8 thì giùm em mấy chị. 135 nghìn đồng em Hằng. 40 kg trở lên, 65 kg trở về. Trời túi nhà Hằng Mai cũng sâu nữa. Nè mấy chị, cao cấp 8 thì giùm em Hằng nha. 135 nghìn đồng giùm em Hằng. 40 kg trở lên, 65 kg trở về. Dạ có tay dài, có tùm lum hết mấy chị ơi. Cao cấp 8 thì giùm Hằng. 135 nghìn đồng em Hằng. 40 kg trở lên nha. 65 kg trở về em Hằng. Rồi em lên cái cao cấp 9 này, đồng cao cấp 8 nha. 135 nghìn đồng giùm Hằng. Rồi em qua mấy chị ơi, em hết nha. Cao cấp 8 giùm em Hằng. Rồi lên tay, tay dài em lên lẹ nha. Cao cấp 8 giùm em Hằng nha. 135 nghìn đồng em Hằng. 40 kg trở lên, 65 kg trở về. Trời ơi, cái tay đưa hai cái tay. Mã này may rất là khó luôn á Hằng. Dạ, chị nào là thợ may đi biết nha. Rồi cao cấp 9, 135 nghìn này em phí bộ, em phí bộ mấy chị. Cao cấp 8 giùm em Hằng nha. 135 nghìn đồng Hằng. 40 kg trở lên, 65 kg trở về giùm em Hằng. Rồi lên Hằng là cao cấp 9 nha. Hồ ơi coi nè, cao cấp 9. Rồi coi cái nút em Hằng phối nè, rụng rồi tay chân luôn mấy chị ơi. Thiệt sầu luôn mấy chị. Vô mua bộ đồ này 135 nghìn đồng mấy chị ơi. Cao cấp 9 nha. Ủa coi nè, màu đen, hoa màu da, cao cấp 9. Shop em này bán đồ đẹp quá trời, may kỹ nữa. Dạ lên giùm em Hằng. Cao cấp 9 nha. 135 nghìn đồng. Mấy mã này may đồ kiểu là đẹp lắm nè. Dạ từ từ em lên may, em đang may để em bán tốt mấy chị. Cao cấp 9 giùm em Hằng. 135 nghìn đồng. Lâu rồi không thấy Hằng lai thiết kế luôn hả. Rồi cao cấp 9 giùm em Hằng. 135 nghìn đồng, 40 kg trở lên, 65 kg trở về. Nè mấy chị, cao cấp 9 biết sao không mấy chị? Em may thiết kế á, thì thiết kế á mấy chị giấu nó kén dán. Thiết kế thì mấy chị 65 kg mình bận không có đồ. Cao cấp 9 giùm em Hằng. 135 nghìn đồng, cao cấp 9 nha. Mấy thiết kế thì mấy chị 65 kg mình bận không có vừa. Mà bây giờ khách em Hằng đa phần là 65 kg nhiều. Đó mấy chị, cho nên em cũng đang đắn đo. Bây giờ những cái vải đẹp bây giờ mà có size 65 nữa mấy chị chốt đơn đi. Cao cấp 9 nha. 135 ngàn đồng, 40 kg trở lên, 65 kg trở về em Hằng. Dạ đồ bên shop bé Hằng là mai là có túi hết nha. Rồi cao cấp 9 giùm em Hằng. 135 ngàn đồng giùm Hằng. 40 kg trở lên, 65 kg trở về. Hôm nay mình có lên ngọc trai không bá Hằng? Dạ có, em Hằng lên hết nha. Cao cấp 9 giùm em Hằng. 135 ngàn đồng hộ anh ơi. Bộ này đẹp quá anh ơi. Cao cấp 9 nha. Dạ hôm nay em có like gắm cho mấy chị mua nữa. Này là em bán tặng hết cho mấy chị đó. Cao cấp 9 nha. 135 ngàn đồng giùm em Hằng. 40 kg trở lên ha, 65 kg trở về. Bây giờ nãy giờ em chưa có lên tông màu da, em lên tông màu da nữa hả chồng? Em lên tông màu da cái em qua đi. Rồi cao cấp 9 giùm em Hằng nha. 135 ngàn. Ôi ôi bảo đơn nha mấy chị ơi. Cao cấp 9 giùm em Hằng nha. 135 ngàn đồng hả? Rồi em qua cái màu da nữa. Còn nữa Hằng, dạ còn một xí em like nha. Một xí em like, chị nào đơn một tranh thủ vô chốt đơn đi nha. Cao cấp 10. Ôi 135 ngàn đồng.
thiệt sự mà nói luôn á, đợi lô này gần 4 tháng luôn á Hằng. Rồi cao cấp chính giùm em nha mấy chị ơi, 135.000 đồng giùm Hằng. 40kg trở lên, 65kg trở về chị nhận được hàng rồi, chị vừa ý hàng bên Hằng. Và em cảm ơn chế Minh Duyên Trương nha. Rồi em Hằng xin đơn là cao cấp 10, em Hằng xin lên cao cấp 10 để bác Hằng qua tay dài cho mấy chị vô chốt đơn Nguyễn nha. Cao cấp 10, 135.000 đồng, 40kg trở lên, 65. Ôi anh ơi, cao cấp 10, chiều giờ thấy cái màu da này nhưng mà chưa có mổ ra mấy chị, chưa có mổ ra, bây giờ quá trời luôn, lên chốt đơn luôn nha. Cao cấp 10 giùm em Hằng. Ồ em cũng chốt đơn bộ đồ này luôn. Bạn mấy chị ơi, 135.000 đồng giùm em Hằng, 40kg trở lên, 65kg trở về, cao cấp 10 nha, 135.000 đồng. Thiệt sự luôn, hết tiền cũng cố gắng mà mua đi chế thơm vỏ. Hết tiền hôm nay chút ra có 135.000 rồi mấy chị. Nhớ nha mấy chị yêu dấu nha. Ngày mai, ngày mốt, lần sau không có nữa đâu. Và cái lô này không có phải là mai bao nhiêu là được đâu mấy chị. Mai lâu lắm đó. Cao cấp 10 giùm em Hằng, 135.000 đồng giùm Hằng. Cao cấp 10 giùm em Hằng nha, 135.000 đồng giùm Hằng. 40kg trở lên, 65kg trở về giùm Hằng. Cao cấp 10 nha, 135.000 đồng. Nữa đi Hằng ơi, đang ghiền à. Đang khoái, đang chờ đợi lâu hả? Cao cấp 10 giùm em Hằng, 135.000 đồng giùm Hằng. Nguyễn Phương, Nguyệt Nguyệt, cao cấp 10 giùm em Hằng nha, 135.000 đồng giùm Hằng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Mấy chị ơi, ai mua cái này em đã lên như vậy cho mấy chị rất là nhiều, cho mình dễ mua nha. Mình xả đơn tới xả đơn lui, ngày mai bên shop em Hằng phải bắt chuyển cọc, em Hằng mới đi hàng nha. Cao cấp 10 nha, 135.000 đồng. Rồi lên một đơn nữa nghỉ đi, qua đi, lên một mã nữa là em qua tay dài nè. Rồi 40kg trở lên, 65kg buồn quá mấy chị ơi. Mình xả tới xả lui, em Hằng buồn quá. Em Hằng định lên nữa cho mấy chị lựa, nhưng mà em Hằng qua tay dài đi nè. Rồi một mã này nữa thôi nha. Cao cấp 11, trời ơi chồng ơi, 135.000 đồng. Cao cấp 11 nha, 135.000 đồng. 40kg trở lên nha, 65kg trở về. Ai đổi tới đổi lui bên shop bé Hằng xin hủy đơn luôn nha, không gọi, không chốt đơn hàng luôn mấy chị. Cao cấp 11 giùm em Hằng, 135.000 đồng. Thiệt sự luôn mấy chị, thông cảm giùm em Hằng. Nếu mà ai đổi tới đổi lui nha mấy chị, em Hằng xin hủy đơn nha mấy chị ơi. Cao cấp 11 giùm em Hằng, 135.000 đồng. Em Hằng đã bận từng bộ lên đàng hoàng. Cao cấp 11 nha, 135.000 đồng. Rồi 40kg trở lên, 65kg trở vào. Hồi nhìn cái tay áo mây nè, quá là mê ly, 135.000 đồng. Ăn một cái cũng hết, em nói thiệt. Mua một bộ đồ vẫn rất là bền luôn mấy chị. Mai Nguyễn, trời ơi xình bụng nữa rồi, cao cấp 11, 135.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở vào, em nói 135.000 đồng. Ăn một cái cũng hết mấy chị, 135.000 đồng. Ăn một cái cũng hết. Mà bây giờ vô giùm em Hằng nè mấy chị ơi, mua một bộ đồ 135.000 nè. Chốt nè, mango đuổi loại 1 nha, không nhèo, không nhăn nha mấy chị ơi. Nhìn cái tay, nhìn cái đường may bên shop em Hằng may chằng đái đàng hoàng hết. Giao đến nơi kiểm tra đúng hàng mình mua nha, đúng hàng mình mua nha mấy chị. Rồi làm mặt liền giùm em Hằng nè, em Hằng may chằng đái hết nè. Đây mấy chị ơi, cao cấp 11 giùm em Hằng, 135.000 đồng. Rồi cao cấp 11 nha, 135.000 đồng giùm Hằng. Túi nè, 40kg trở lên, 65kg trở về, có đùi dây xíu em lên bán mai, cao cấp 11 giùm em Hằng, 135.000. Lan Nguyễn, nổ đi Hằng ơi, cao cấp 11 giùm em Hằng, 135.000 đồng. Thôi chồng nổ chồng, đừng đổi nha, đừng đổi, em Hằng mới lên nha. Ai đổi là em không lên. Có tay dài, có tay dài. Ồ lấy lên đi, cao cấp 11 giùm em Hằng, 135.000 đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về nha. Rồi lên nè, cái màu này là màu này đi. Rồi cao cấp 12, rồi cao cấp 12 lên đi Hằng ơi, năn nỉ á, chị đợi gần 6 tháng. Trời ơi, đợi 6 tháng như vậy, em may có 4 nè mấy chị.
Rồi cao cấp 12 nè nha. Rồi mấy chị ơi, 135.000 bộ đồ này bé Hằng bán 135.000 rẻ lắm đó, mọi người vô đi. Thiệt sự mấy chị vô nè, mấy chị vô mấy chị xem đi, bộ đồ bông chân. Em Hằng đang bán mấy chị là bộ đồ bông chân mấy chị. Bông chân may rất là khó. Mấy chị nhìn thấy đi, bông chân những xưởng khác nó không may đều như vậy cho mấy chị đâu. Em Hằng may cực kỳ hao vải luôn, bộ đồ này em bán 170 thôi cũng đã rất là rẻ luôn á mấy chị. Em nói thiệt với mấy chị luôn, em may mà em bỏ sỉ 170 thôi mà nhiều chị còn nói ồ em ơi, em bỏ sỉ 170 như vậy quá là rẻ luôn. Huống chi mà em bán lẻ cho mấy chị chỉ có 135.000 đồng. Cao cấp 12 nè. Ôi coi nè. Quá là sang luôn hả? Thiệt sự luôn mấy chị, quá là sang luôn đúng không? Cao cấp 12 135.000 đồng. 40kg trở lên. Trời ơi, 65kg trở về. Cao cấp 12 giùm em Hằng, 135.000 đồng nha. 40kg trở lên, 65kg trở về giùm em mấy chị. Nè nhìn nè mấy chị yêu dấu nha. Nè nhìn nè cái túi nè, mê ly chưa. Cao cấp 12 giùm em Hằng, 135.000 đồng à. 40kg trở lên, 65kg trở về. Thì sợ em Hằng mà không vì chiều khách đó mấy chị. Em Hằng không vì chiều khách là em Hằng không mai cái lô này để chị ông mấy chị mua tót đâu. Cao cấp 12 rồi có màu vàng nữa nè, 135.000 đồng. Cao cấp 12 giùm em Hằng. Rồi lên gắm luôn nha Hằng. Dạ em lên hết luôn mấy chị. Cao cấp 12 à chị Thu Hương. Màu này 12 hả người yêu ơi. Cao cấp 12 giùm em Hằng, 135.000 nha. Cao cấp 12 giùm bác Hằng ha, 135.000 đồng. Ở cái màu vàng đó là tay dài hay gì đó. Cao cấp 12 giùm em Hằng, 135.000 đồng. Ôi nãy giờ chưa có màu vàng mấy chị ơi. Cao cấp 12 nha, 135.000 đồng. Size từ 40kg trở lên, 65kg trở về. Cao cấp 13. Rồi em qua tay dài nha mấy chị. Hồ ơi con nè. Cao cấp 12 giùm em Hằng, 135.000 đồng giùm em Hằng. 40kg trở lên, 65kg trở về giùm em Hằng. Rồi cao cấp 13 giùm em Hằng. Trời ơi tới công chuyện chưa, 135.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Cao cấp 13 nha, 135.000 đồng. Trời ơi coi nè, cao cấp 13 mấy chị ơi, 135.000 đồng. Đẹp quá mấy chị ơi. 40kg trở lên, 65kg trở về. Cao cấp 13 cho chị xem lại. Cao cấp 1 đi hả? Không xem lại nổi mấy chị ơi. Cao cấp 13 nha, 135.000 đồng. Ôi, shop em này may đồ đẹp quá trời. Cao cấp 13 giùm em Hằng ha, 135.000 đồng giùm Hằng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Em Hằng xem lại không có nổi nha mấy chị ơi, thông cảm giùm em Hằng. Cao cấp 13 nha, 135.000 đồng em Hằng. Chị em nào muốn xem lại thì một lát hồi em Hằng like xong á. Đẹp quá chóng mặt luôn hả. Em Hằng like xong á mấy chị, làm mình xem lại like, mình comment trên like giùm em đi. Thiệt sự bây giờ mà em Hằng like lại lấy không nổi mấy chị ơi. Cao cấp 13 giùm em Hằng, 135.000 đồng. Cao cấp 13 nha. Dạ có tay dài để em lên, hình như mã này mình có may tay dài mà. Rồi cao cấp ớ trời ơi thôi kệ đi, lỗ nè, tay dài em bán luôn 135 luôn nha. Tranh thủ nha, tay dài có một hai mã gì đó thôi nha. Cao cấp 13 ít thôi nè Nam ơi, không có nhiều Nam ơi, mã này hết rồi. Cao cấp 13 giùm em Hằng, 135. Tay dài hầu hình như là được một mã duy nhất thôi nha. Rồi coi nè, để em bận cái tay dài này vô em bán 135.000. Do nó còn một mã sốt ở đây nha mấy chị, chứ mai mốt tay dài là không có giá này nha. Cao cấp 14, 135.000 đồng giùm em Hằng nha. Cao cấp 14 giùm em Hằng, 135.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Em cảm ơn chế Lê Ngọc Châu nha. Vô chốt đơn đi. Bộ đồ này bông chân tay dài mà bán 135.000 đồng. Đẹp dữ lắm luôn mấy chị. Cao cấp 14 giùm em Hằng nha, 135.000 đồng giùm em Hằng. Trời ơi coi nè, 40kg trở lên, 65kg trở về giùm em Hằng. Cao cấp 14 giùm em nha, 135.000 đồng giùm Hằng. Cao cấp 14 giùm em ha, 135.000 đồng giùm Hằng.
40kg trở lên, 65kg trở về. Rồi cao cấp 14 giùm em Hằng, 135.000 đồng nha. Cao cấp 14 nha, 135.000 đồng giùm Hằng. Rồi cái caro này đẹp lắm luôn nữa. Này có lên gắm không bé Hằng? Mới nhận 6 bộ gắm đẹp quá trời. Để em coi hôm nay còn gắm bao nhiêu em vest em bán hết mấy chị nha. Rồi cao cấp 14 giùm em Hằng. Rồi em Hằng là cao cấp 15. Cao cấp 14 giùm em Hằng nha, 135.000 đồng giùm Hằng. 40kg trở lên, 65kg trở về nha. Rồi cao cấp 15. Trời ơi, 135.000 đồng. Ủa cái này tay dài còn mà hết luôn hả? Hết luôn hả? Cao cấp 15. Hết luôn. 135.000. Cao cấp 15 giùm em mấy chị. 14 em hết rừng comment nhiều nữa mấy chị ơi. Nha, hết rồi mấy chị ơi, cao cấp 15. Ôi coi nè. Em hết bông chân rồi đó. Cao cấp 15. Hết rồi mấy chị ơi, 135.000 đồng nha. Cao cấp 15 liệm Hằng nha. 135.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Dạ 14 bên shop em Hằng hết hàng rồi nha mấy chị ơi. 14 bên shop em Hằng hết rồi. Cao cấp 15 nha, 135.000 đồng. 15 cũng có mấy bộ thôi, 15 có mấy bộ thôi mấy chị. 135.000 đồng. Ok đợi em lên cao cấp 15 nha. 135.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Dạ cao cấp 14 là bên shop em Hằng xin hết hàng rồi, không có còn nữa, có mấy bộ à. Những chị em nào mà được đọc tên mà ngày mai không có nghe máy là em Hằng xin nhường cho những chị comment sau nha. Cao cấp 15 giùm em Hằng, 135.000 đồng. Ôi anh ơi cái này đẹp quá anh ơi. Cao cấp 15 nha, 135.000 đồng giùm Hằng. Cao cấp 15 giùm em Hằng ha, 135.000 đồng. Cao cấp 15 em Hằng ít nha, em Hằng quay nhanh luôn nha mấy chị. Rồi một cái mã siêu phẩm luôn. Kim Thi. Cao cấp 15 giùm em Hằng. Ôi anh ơi, xí nữa hả anh? Ôi, trời hôm nay cô xung xung quang quang, mấy bà chỗ mấy bà cô kia chưa lên. Mấy bà chế kia lên là trúng gu hết rồi. Mấy bà chế lát hội xem Minh lại Trần like. Xem lại là ồ chế Minh Trần nữa nè. Chế Minh Trần, chế Minh Võ nữa rồi. Một lát hồi mà xem lại like. Trời ơi bé Hằng ơi, hôm nay làm chi like sớm. Giờ làm chế bỏ qua. Cao cấp 16 nha, 135.000 chị nhận hàng rồi nhé. Ok lắm, em cảm ơn chế Thu Nguyễn. Thiệt sự đột xuất rút gà em Hằng like sớm biết sao mấy chị. Con em Hằng nó đang lên lớp 2 mọi người. Kiểu là đang cái tuổi stress đó mấy chị. Ba mẹ lo làm không dạy nó học á. Cái là kiểu nó không có mà ngoan nữa mấy chị. Cho nên em Hằng phải dành thời gian dạy học bài đồ này kia kia nọ. Cao cấp 16 nha, 135.000 cho nên là lúc này em Hằng like sớm nha. Khóa em Hằng bán sale rồi đó chế ngu này. Cao cấp 16, 135.000 đồng giùm em Hằng. Cao cấp 16 nha, 135.000 đồng. Trời ơi mấy chế ơi. Trời ơi mấy chế ơi, 40kg trở lên, 65kg trở về. Cái mà này cái màu xám xi măng á mấy chị. Cái màu xám xi măng em Hằng không dám lấy. Mà nó đẹp không tổn luôn mấy chị. Trời ơi, nó sang dữ vậy trời. Cao cấp 16 liệm Hằng nha mấy chị ơi, 135.000 đồng giùm em Hằng. Thật sợ không? Rồi chế hoa cô giờ mới vô và chế cao cấp 16 giùm em Hằng, 135.000 đồng nha. 40kg trở lên, 65kg trở về. Cái màu này em màu xám xi măng em Hằng không dám lấy mấy chị, mà nó là cái màu là cái màu sang chảnh. Cái màu này là cái màu giới thượng lưu mấy chị, cho nó sang nè. Họ nhìn cái hoa văn nè. Họ ơi mấy chị, 135.000 em nói thiệt. Cao cấp 16 nha, 135.000. Nan nỉ Hằng á, mới vô cho chị xem lại mấy mã hồi nãy đi. Cao cấp 16 giùm em mấy chị ơi, 135.000 đồng. Khoát 100 chị mua đi, còn mình khoát 100 đi. Mấy chị ơi, cao đang làm chốt xíu coi lại. Đúng rồi chứ, xem lại like đi. Cao cấp 16 nha, 135.000 đồng giùm Hằng. 40kg trở lên, 65kg trở về nha. Rồi qua gắn nha mấy chị ơi. Ôi, cao cấp 16 thì Hằng ha, 135.000 đồng Hằng. Mã kèm với số điện thoại, mã kèm với Hằng số điện thoại nha mấy chế khách mới ơi. 135.000 đồng giùm Hằng. 40kg trở lên, 65kg trở về giùm em Hằng. Ngô Ni.
cao cấp 16 giùm em Hằng. Chi Nguyễn, Hoa Trần. Cao cấp 16 giùm em Hằng nha. Mình. Rồi Lâm Hằng là cao cấp 8 nè. Cao cấp 8 giùm em Hằng. 135.000 đồng, cái này ít nha. Cái này còn em Hằng thấy rõ hàng còn được 15 bộ. Chốt đơn lẹ nha. Rồi cao cấp mua hàng mã, 8 gọi giùm em đó, cao cấp 8 nha bạn, em qua gắm em qua tay dài nha mấy chị. Cao cấp 8 nha. 135.000 đồng giùm em Hằng. Cao cấp 8 giùm em nha mấy chị ơi. 135.000 đồng. Trời ơi, hôm nay tiếc ghê Hằng. Đợi bông chân mà Hằng qua rồi nè, em lên lẹ nha, cao cấp 8. 135.000 đồng. 40 kg trở lên. 65 kg trở về, cao cấp 8 trên giỏ hàng chỉ còn đúng 15 bộ. Nha mấy chị ơi, cao cấp 8 giùm em Hằng. 135.000 đồng giùm em Hằng. Cao cấp 8 nha. Rồi. 135.000 đồng, em nói là màu riêu. Cái nền vải màu riêu, cái bông chân màu đen và cái họa tiết màu trắng là phối riêu. Kem á, kem, cái họa tiết màu kem con bướm nè, cái bông nè. Rồi cái màu đen riêu kem đen là ba màu siêu sang luôn mà hôm nay kết hợp trên Vân một bộ đồ. Rồi em qua không có nhiều. Cao cấp 835.000. Không có nhiều. Rồi cao cấp 7. Cao cấp 7. Không dám xem là phải mua đúng không? Rồi cao cấp 7 màu xanh đen quá đẹp. Phan Ly. Ôi, 135.000 đồng. Quá đẹp luôn Hằng ơi, trời mấy chị ơi, 135.000 hôm nay rất là rẻ luôn. Cao cấp 7 nhanh đi để em qua gắm nha. Cao cấp 7 giùm em Hằng. 135.000 đồng. Ồ coi nè. Ôi, cái họa tiết nè chồng. Màu xanh đen nữa, cao cấp 7 giùm em Hằng. 135.000 đồng nha. 40kg trở lên nha, 65kg trở về giùm em Hằng. Cao cấp 7 lì mấy mấy chị ơi. 135.000 đồng. 40 kg trở lên, 65 kg trở về. Ôi cao cấp 7 giùm em Hằng. Cao cấp 7 nha mấy chế ơi. 135.000 đồng, hôm nay em nói gắm là tới công chuyện luôn. Tới công chuyện em nói thiệt mấy chị. Cao cấp 7 nha. 135.000 đồng. 40 kg trở lên, 65 kg trở về em Hằng. Qua lại nha, cao cấp 7 này là em Hằng chỉ còn được có vài bộ thôi nha. Cao cấp 7 giùm em Hằng. 135.000 đồng giùm em ha. Cao cấp 7 giùm em Hằng. 135.000. Ôi cái nào không biết cái nào còn trời. Trời. Bây giờ lên giùm em Hằng là cao cấp 11 đi. Nha mấy chị yêu dấu nha. Cao cấp 11. 135.000 đồng. Dạ, cao cấp 11 giùm em Hằng. Ôi coi nè. 135.000 đồng. Cao cấp 11 giùm em mấy chị. Ôi, chị sợ mua không kịp quá Hằng ơi, chốt chị đại 5 bộ đi. Hoa nào cũng được. Trời ơi, chị lựa đi chị ơi, lựa đi em sẽ ưu tiên cho chị nha. Chị Mai Hồ em sẽ ưu tiên cho chị. Rồi, cao cấp 11 nè. 135.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Mình lựa đại đi. Sợ đúng không? Sợ comment không kịp hả chị nè. Cao cấp 11. 135.000 đồng, 40kg trở lên, 65kg trở về nha. Rồi cao cấp 11 thì sợ bên shop em Hằng là biết mấy chị comment chậm trễ nhưng mà không có thể nào mà lựa đại được. Mình lựa nha, cao cấp 11 giùm em Hằng. 135.000 đồng hả, rẻ cực kỳ luôn. 40kg trở lên, 65kg trở về. Rồi em lên cái màu 6 này đi. Rồi hết nha, em qua đi mấy chị ơi. Qua tay dài nha, cao cấp 11 giùm em Hằng. 135.000 đồng. Trời ơi, 40 cái này màu đen hoa trắng nha. Cho chị xem cái quần đi Hằng hả. Đây mấy chị ơi, thấy rõ chưa mấy chị cái quần bông chân nha. Rồi công nhận em đứng xa nhìn em nó ốm quá trời ốm luôn, còn em đi gần. Rồi cao cấp 11 giùm em Hằng ha. 135.000 đồng. Con chào cô Vân Nguyễn nha, cao cấp 11 giùm em Hằng. 135.000. Rồi cao cấp 6 nha. 135.000 đồng. Rồi. Cao cấp 6 giùm em Hằng. 135.000 đồng, chị em nào chưa đủ 2 bộ lên mua lẹ nha. Rồi bác Hằng qua gắm liền. Qua gắm nha Hằng, dạ ok chế. Nè mấy chế ơi, cao cấp 6 mấy chế. 135.000 đồng. Vô chốt đơn mã này liền nha. Không đẹp không lấy tiền.
Rồi những mã hồi nãy là em hết rồi, cho nên là em hàng qua lẹ nha. Cao cấp 6 135.000 đồng. Trời ơi cái Mai màu xanh đen này lĩnh ngâu, nó quá đẹp luôn lên, cao cấp 6 nha. Trời ơi mấy chị ơi, 135.000 đồng em hàng. Cái này nha mấy chị, cái bộ đồ này rất rất là đẹp luôn mấy chị yêu dấu. Cao cấp 6 thì em hàng nha, 135.000 đồng giùm em hả. 40kg trở lên, 65kg trở về. Nay có lên tay loe hôm hàng, chị mới nhận được hai bộ tay loe đẹp. Rồi, mấy chị ơi, bây giờ làm sao đây mấy chị, cao cấp 6 giùm em hả. 135.000 đồng. Đợi em lên gắm đi, em lên tay loe, em lên tay dài nha. Hôm nay rất là nhiều đồ luôn. Rồi, cái màu da cho mấy chị là cái hết mấy chị. Cao cấp 10 nha. Cái này chắc là em hàng chốt hờ thêm 10 chị nữa thôi nha mấy chị. Tại vì cái này hồi nãy á có được có 60 bộ à. Mấy chị đã chốt cũng rất là nhiều rồi. Cao cấp 10 nha. 135.000 đồng. Ôi cái màu này chắc là tới công chuyện luôn quá. Đến nỗi mà em hàng nói để á mấy chị, để á mấy chị. Mà mấy chị chốt đơn em hàng không được bộ đồ nào luôn. Nè. Cao cấp 10 nha. 135.000 đồng. 40kg trở lên nha mấy chị ơi, 65kg quần có túi đàng hoàng hết. Nhìn cái túi bên em hàng Mai nè. Trời ơi mấy chị ơi, cao cấp 10 giùm em hàng. Trời ơi mấy chế, chằng đái đồ đàng hoàng đẹp dữ dội nha. Cao cấp 10 giùm em hàng, 135.000 đồng. Trời ơi nhìn nè, 40kg trở lên, 65kg trở về. Cao cấp 10 giùm em hàng, 135.000 đồng. Trời ơi, đẹp quá trời luôn mấy chế. Trời ơi, coi bộ đồ này mấy chế ơi. Bộ đồ này là sang chảnh cực kỳ luôn nha, cao cấp 10. Chị đợi lô này của hàng lâu lắm rồi đó, cao cấp 10. Em hàng cũng mai lâu nữa mấy chị. Ôi em hàng không có muốn mà mấy chị đợi lâu đâu. Rồi, lên em cao cấp 12. Rồi qua luôn nha. Cao cấp 12 hết nha mấy chị, qua gắm nha. Rồi đó, chị nào chờ đợi là không còn nữa đâu. Hết luôn rồi chồng ơi, cao cấp 12. 135.000 đồng, có tay dài nữa không bằng. Dạ không có chị. Cao cấp 12, 135.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Cao cấp 12 giùm em hàng, 135.000 đồng giùm hàng. 40kg trở lên nha, 65kg trở về giùm hàng. Cao cấp 12 giùm em hàng nha. Trời ơi mấy chị ơi, 135.000 đồng. Trời ơi, cái này thì trắng, xám, riêu, sang quá heo. Trời ơi, cao cấp 12 liền giùm bá hàng nha. 135.000 đồng, 40kg trở lên, 65kg trở về, 6 rồi luôn rồi đó. 12 rồi luôn phải không? Rồi cao cấp 9 đi, rồi xong qua luôn đi. Rồi em lên gắm nha, vô lại nha mấy chị ơi. Rồi qua nha mấy chị nha. Rồi tốc độ nha, cao cấp 12, 135. Rồi lên một mã cao cấp 9 nữa nè, 135.000 đồng. Cao cấp 9 nha, 135.000 đồng giùm hàng. Rồi đưa lên tới cao cấp 17 đúng không? Thu hoang lương hệ. Cao cấp 9 giùm em hàng, 135.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Tốc độ nha mấy chị ơi, tốc độ nha. Rồi cao cấp 9, 135.000 đồng nha mấy chị. 40kg trở lên nha, 65kg trở về giùm em hàng. Chị nào chưa chốt chốt đơn lại nha. Cao cấp 9 giùm em hàng ha, 135.000 đồng. 40kg trở lên giùm em hàng nha. Áo khoác em hàng đã chốt sale 100.000 rồi á chị. Còn manh khoác 100 là mình lên đơn nha. Rồi bây giờ lên hàng là cao cấp 9 nha, 135.000 đồng. Rồi qua đơn luôn. Cao cấp 9 nha, 135.000 đồng giùm hàng. 40 đổ lên, 65 đổ về. Còn lên lại giùm em hàng nè. Gắm xước nha. Gắm xước nha mấy chị ơi. Cao cấp 17, 135.000 đồng. Trời ơi, 40kg trở lên, 65kg trở về. Cao cấp 17 giùm em hàng, 135.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Gắm xước tô tầm Linh Nguyễn ơi, xuống hỏi giùm. Gắm xước ánh kim nữa nha, tô tầm loại 1. Cái này là màu riêu nha. Rồi cao cấp 17,
135.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Cao cấp 17. Rồi anh ơi, quá đẹp luôn anh ơi. Cao cấp 17 nha. Rồi mấy chị ơi, 135.000 đồng nha mấy Hằng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Gắn xước ánh kim loại 1 giùm em nha. Không nhèo, không nhăn, không rút vải, không xù lông, không phai màu giùm em ha. Cao cấp 17 giùm em ha. 135.000 đồng giùm em ha. Trời ơi quá là đỉnh chưa mấy chị. Trời ơi cái màu nè, mê hồn trận chưa. Rồi lên lẹ em hàng là cao cấp 17 nha. 135.000 đồng giùm em ha. 40kg trở lên, 65kg trở về. Còn có mấy bộ không có nhiều nha. Rồi cao cấp 17 giùm em hàng mấy chị. 135.000 đồng giùm em hàng. 40kg trở lên, 65kg trở về giùm em nha. Cao cấp 17 kèm giùm em hàng cái số điện thoại ha mấy chị. 135.000 đồng. Rồi tay ngắn màu hồng cao cấp 18 thì mấy hàng ít nha. 135.000 đồng thì mấy hàng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Trời ơi cao cấp 18 thì mấy hàng 135.000 đồng. Trời ơi đỉnh của chớp quá trời. Cao cấp 18 nha, 135.000 đồng. 40kg trở lên nha, 65kg trở về mấy chế ơi. Thả tim thả lại, lên tay dài mango đi với hàng giả có. Từ từ em hàng lên liền nha. Rồi cao cấp 18, 135.000 đồng nha. 40kg trở lên, 65kg trở về. Trời ơi, cái bộ đồ này là tới công chuyện luôn mấy chị. Cao cấp 18 nha, 135.000 đồng. Chị mới vô sao, lát chị xem lại like có chốt được mấy bộ bông chân không hàng. Dạ, bông chân chị nào vô xem không kịp thì lát hồi xem lại like đi. Em Hằng không có like nữa nha. Nhưng mà mình comment nhanh lên nha mấy chị. Vì ngày mai bên Hằng bấm đơn ra là không có chốt đơn nha. Rồi cao cấp 18 giùm em Hằng ha. 135.000 cái này em đang lên là gắm xước ánh kim tơ tầm loại 1 giùm em Hằng. Rồi màu này là màu quý tộc đây. Lên liệm Hằng là cao cấp 19 nha. Ngọc Quyên 135.000 đồng giùm em Hằng. Cao cấp 19. Rồi 135.000 đồng màu đỏ. Chứng tỏ sang chảnh nha. Rồi cao cấp 19 giùm em Hằng. 135.000 đồng giùm em Hằng. 40kg trở lên, 65kg trở về giùm em Hằng. Cao cấp 19 giùm em ha. 135.000 đồng giùm em mấy chế ơi. Ôi màu đỏ sang dữ dạ. Có tay dài không? Dạ có tay dài em Hằng còn vài màu. Tay dài em Hằng còn vài màu. Em Hằng sẽ bán tặng mấy chị luôn. Tại vì gắm này cũng giống như bông chân vậy đó. Gắm với bông chân á mấy chị. Là em Hằng mai rất là khó. Rất là khó mới mai xong một lô. Và gắm thì là mua vải rất là mắc luôn. Mà em bán 135.000 đồng. Thì kệ đi, có lô nào mình mua lô đó đi ha. Cao cấp 19 giùm em Hằng. 135.000 đồng giùm Hằng. 40kg trở lên nha, 65kg trở về. Màu này là màu đỏ cho chị em mình mua ha. Rồi cao cấp 19 giùm em Hằng. 135.000 đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về. Chị nhận gắm nhà hàng đẹp hết sảy luôn á Hằng. Đúng không chị? Hết sảy con bà Bảy. Hết sảy con bà Bảy. Rồi đáng đồng tiền bát gạo đúng không? Đó là hai câu nói mà gọi là siêu đỉnh nha em Hằng đúng không? Cao cấp 19 giùm em Hằng. 135.000 đồng nha. Rồi cao cấp 19 giùm em Hằng. 135.000. Rồi lên đơn nha mấy chế yêu dấu ơi. Cao cấp 20 nha. Rồi cao cấp 20 giùm em Hằng. Ôi đỉnh của chốt luôn nè trời. Cao cấp 20 giùm em Hằng nha. 135.000 đồng. Ôi 40kg trở lên, 65kg trở về. Ôi nhìn tới công chuyện chưa mấy chế. Ôi cao cấp 20 liền đó ha. 135.000 đồng. 40kg trở lên nha, 65kg trở về. Ai chưa thích nhất câu đáng đồng tiền bát gạo của Hằng. Em cảm ơn chế nha. Cao cấp 20,
135.000 đồng nè mấy chị. Thật sự em nói cũng mách, nói có sách mách có chứng chứ bộ mấy chế. Bộ đồ như vậy nè 135.000 đồng thì đáng đồng tiền bát gạo không? Cao cấp 20 đúng không? Rồi 135.000 đồng Dung phơ. Cao cấp 20 nha. 135.000 đồng giùm em Hằng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Cái màu này dành cho những chị yêu thích một cái sự là sang nha. Sang nhưng mà không quá cầu kỳ nổi bật. Bởi vì nó là màu xanh bơ á mấy chị. Cao cấp 20 giùm em Hằng. Cao cấp 20 giùm em nha. Màu xanh bơ, cái hoa văn đó là hoa văn hoa hồng nha. Chị thích gắm nhà Hằng nè, mua được 5 bộ rồi đó nè. Đây mấy chị, cái hoa văn in ở trên đây em Hằng cho mấy chị xem cái cam sao nha. Mình sẽ thấy cái chút vải nữa ha. Cao cấp 20 giùm em Hằng. Đây mấy chị ơi, nhìn nha. Nó là gắm ánh kim giùm em Hằng ha. Ở cái hoa văn đó là cái hoa văn hoa hồng nổi như vậy nè. Rất là đẹp nha mấy chị. Rồi cao cấp 20 giùm em Hằng ha. 135.000 đồng thôi. Dạ bên shop em Hằng là gọi điện chốt đơn đàng hoàng cho nên mình yên tâm nha. Bên shop em Hằng gọi điện chốt đơn nè, rồi giao đến nơi cho mình kiểm tra hàng trước khi nhận nè, rồi trước khi gửi là đem Hằng chụp ảnh đồ đàng hoàng nữa, cho nên là mua đồ shop em Hằng là mình sẽ được một cái sự là gọi là chăm sóc rất là kỹ càng nha mấy chị ơi. Cao cấp 20 giùm em Hằng ha. 135.000 đồng. Rồi em sẽ, nãy giờ em chưa có lên màu xanh đen hả? Mà màu xanh đen nó là màu gì luôn vậy anh? Tay dài. Ờ tay dài luôn. Rồi ok em bán tặng mấy chị luôn 135.000 luôn. Cao cấp 21. Cái màu này là em nói là thiếu hàng dữ dội, em Hằng chỉ cần đăng một cái ảnh thôi. Mấy chị, em Hằng chỉ cần đăng một cái ảnh này là bảo cái Messenger luôn á mấy chị. Nè cao cấp 21 nha. 135.000 mà tại vì đồ em Hằng không có thể nào may nhiều được. Maximum hôm nay có 200 bộ một màu như vậy thôi. Nha mấy chị, cao cấp 21, 135.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Tay dài luôn nha, cái này là em bán tặng nha. 135.000 đồng. Cao cấp 21 giùm em Hằng. 135.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Cao cấp 31 giùm em mấy chị ơi. Có 21. Ờ coi nè. Màu xanh đen họa tiết nó mê ly nè. Cao cấp 21 giùm em Hằng. 135.000 đồng, tranh thủ chốt đơn nha. Mã này em Hằng không có nhiều nha mấy chị. Cao cấp 21. Chị mua bên Hằng gần 10 bộ gắm rồi đó mà vẫn còn mê. Dạ vô chốt đơn đi chế, hôm nay rất là đẹp luôn chế. Cao cấp 21 giùm em Hằng. 135.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Cao cấp 31 nha. Ủa 21. Trở làm gì em may làm gì mắc chứng. Liệu 31 vậy trời. Rồi có khi nào ngày mai 31 tới cũng chuyện không. Rồi cao cấp 322. Rồi ngày mai có khi nào kiếm 31 coi tới công chuyện buổi chiều ơi. Vậy hả? Rồi 21 giùm em Hằng nha. Rồi cao cấp 22 nè. Màu đỏ tay dài luôn nha. Trái tim nha. 135.000 đồng. Rồi cao cấp 22 tay dài có màu đỏ nè. 22. Rồi có tay lê liền xí em lên. Rồi cao cấp 22. 135.000 đồng. Cao cấp 22 nha. Ôi tay dài màu đỏ trái tim. 135. À quên mấy chị, màu đỏ là màu đỏ đô nha mấy chị. Màu đỏ này màu đỏ đô nha. Nó không có sáng nhiều đâu nha. Cao cấp 22 giùm em Hằng. Rồi một bùng trời màu đỏ. Bùng trời màu đỏ. Cao cấp 22. Tay dài luôn 135.000. Em Hằng chỉ còn 2 màu gắm nữa là em hết gắm nha. Rồi cao cấp 22 nữa nè. 135.000 đồng. Cao cấp 22 giùm em nha mấy chị ơi. 135.000 đồng. Cao cấp 22 nha. 135 lấy 2 mã đi, 2 mã mấy trắng rồi. Rồi cao cấp 22, ủa tay lỡ hả? Cao cấp 22 giùm em hả? 135.000 đồng. Rồi cao cấp 22. Rồi tới mango đó vô mấy chị thấy mấy cái mango đó là ok xí em lên. Này là cao cấp 22 nha. 135.000 đồng. Rồi, gắm có màu tím không Hằng? Bữa hổm thấy có màu tím. Rồi ok, một chí xíu em lên. Rồi bây giờ lên Hằng là cao cấp 23 được chưa? 135.000.
cao bắp 22 dùm em Hằng ha. 135.000 thả tim thả like dùm em Hằng đi mấy chị. Để không bị ổng comment đi mấy chị yêu dấu. Rồi lên Hằng là cao cấp 23. Hôm qua like cũng không có gọi là đủ sức, cũng không có khoái mấy chị. Rồi hồi trưa này like cũng không có mà gọi là không có mà đủ nữa. Hồi trưa này like có 1 tiếng, hôm qua like 1 tiếng. Rồi cao cấp 23. Trời ơi, có tay ngắn á bà Diệu Hiền. Bà Diệu Hiền hôm nay bà cứ vô sao hoài à. Em chào chế bảy tường vật liệu nha, vô cao cấp 23. 135.000 đồng. 40 kg trở lên nha, 65 kg trở về. Cái này là gấm xước ánh kim nha. Cái mã này em Hằng có cái nơ với trái tim á chị. Cái nơ với trái tim đẹp lắm, cao cấp 23 nha. 135.000. Hôm nay bà Diệu Hiền bà bỏ qua quá trời đồ đẹp luôn á. Hôm nay 23 mã là 23 mã nào cũng xuất sắc á. Rồi có gì bà xem lại like chốt đơn đi nha bộ yêu dấu ơi. Cao cấp 23 nha. 135.000 đồng. 40 kg trở lên, 65 kg trở về dùm em Hằng. Rồi cao cấp 23 nha. 135.000 đồng dùm Hằng. 40 kg trở lên, 65 kg trở về. Rồi cao cấp 23 dùm em ha. 135.000 đồng. Ôi, cao cấp 23. 135.000 đồng dùm Hằng. 40 kg trở lên, 65 kg trở về. Rồi. Cái này thì không chốt nữa thì đợi màu nào mà chốt đây. Cao cấp 24 đi. 135.000. Lẹ nha, em hết gắm nha mấy chị. Em qua mango nha. Rồi, cao cấp 23 giùm em Hằng nha. 135.000 đồng giùm Hằng. Rồi, cao cấp 24 giùm em Hằng. 135.000 đồng. 40 kg trở lên, 65 kg trở về. Cao cấp 24 liền em ấy chị. 100 nha, 35.000 đồng. Cao cấp 24 nha. 135.000 đồng. Cao cấp 24 giùm em ấy chị. 135.000 đồng. Nói chung là chất vải này thì em cảm thấy là không có nóng. Bởi vì thời tiết của em Hằng là thời tiết miền Nam. Thời tiết miền Nam của em Hằng như vậy em cảm thấy bận không có nóng. Cao cấp 24 giùm em Hằng. 135.000 đồng. Đó, thời tiết miền Tây và thời tiết em cảm thấy là thời tiết ở Bến Tre em Hằng. Nó chỉ có hai mùa rõ rệt thôi là mùa nắng và mùa mưa. Đó, mùa nắng em Hằng vẫn bận gắm được và mùa mưa em Hằng vẫn bận gắm được. Em Hằng cảm thấy nó không có nóng. Thì ví dụ như chị nào muốn mua gắm thử thì mình có thể mua thử một bộ. Mình về mình bận, mình cảm thấy mát thì mình mua thêm. Còn mình cảm thấy nóng thì thôi, mình không mua nữa. Bởi vì mỗi người một cảm nhận khác nhau. Đó, cao cấp 24 ngay cả mango em Hằng bán em Hằng cũng cảm thấy là rất là mát mà vẫn cũng có nhiều chị. Ủa, trời ơi em ơi, vải này sao mà nó nóng quá. Chị nghĩ là nó như tôn. Mango mà như tôn thì thiệt sự nó không có như tôn được mấy chị. Tôn lanh đó, nhiều chị nói là mango bên shop em Hằng. Chị nghĩ nó như tôn như lanh. Thiệt sự là mango là em Hằng không bao giờ báo nó là như tôn như lanh. Đó, gắm thì em Hằng cảm thấy là bận rất là thoải mái, nó cũng không nóng. Đó, thì chị nào cảm thấy và hình như là mấy chị, hình như là mọi người quan mình hay cái quan niệm là gắm là phải nóng. Không có nóng, em cảm thấy không có nóng. Tại vì gắm em Hằng là gắm tơ tầm như vậy. Rồi cao cấp 24 thì em cảm thấy là chị em nào mình mua được thì mình mua ha. Mình mua, tại vì quan điểm mỗi người khác nhau. Rồi cao cấp 26 nè, 135.000. Cao cấp 26 liền Hằng. Ủa 25, 25 màu tím là 25 nha. Rồi cao cấp 25 mình mua gần 20 bộ gắm nè, có sao đâu. Cao cấp 25 màu tím nha mấy chị, màu hiếm hoi lắm luôn á. 135.000 đồng. Cao cấp 25 nha. 135.000 đồng. Mấy chị mình mua mình có thể cho em Hằng xin cái comment lên, cái feedback lên về vải gắm đi. Tại vì cao cấp 25 giùm em Hằng. 135.000 đồng nè. Cao cấp 25 nha, cái này màu tím. Cái này là cái giống cái màu bơ mấy chị, nó có là cái nơ với trái tim á. Mà cái màu tím này ở ngoài thì hơi bị sang nha. Lên trên hình mình thấy hơi nhạt chứ mà rất là đẹp nha. Cao cấp 25 giùm em Hằng. 135.000 đồng. 40 kg trở lên, 65 kg trở về. Trời, cao cấp 25 đẹp quá heo ơi.
màu tím nha mấy chị, đẹp lắm mấy chị ơi, cao cấp 25 nha. Ở gắm nhà hàng đẹp lắm, mọi người mua đi, mình mua 6 bộ luôn á. Dạ em cảm ơn chế nha, gắm nhà bà hàng đẹp lắm mấy bà. Đúng ơi đó. Mua đi, cảm ơn bà Hồ Ngọc Quyên, cao cấp 25 giùm em. Mấy chị có thể hỏi chế Hồ Ngọc Quyên nè, cái chế này là mua về bán nè, mua là 100 bộ hơn rồi đó, cao cấp 25, 135 nha. Mấy chị có thể hỏi chế Hồ Ngọc Quyên nè, mua về bán là một lần là hơn 100 bộ đó, cao cấp 25 giùm em hàng, 135.000 đồng, cao cấp 25 nha, 135.000. Em có màu trắng tuyến trên và em có màu trắng nha mấy chị, cao cấp 25 giùm em hàng, 135.000. Rồi em qua mango nha, cao cấp 25 giùm em mấy chị ơi, 135.000. Chồng em nó định gì xong rồi bà nghĩ sao, con qua mango nó biết rồi mấy chị, cao cấp 26. Cao gặp trai đi, cao cấp 26. Ngọc trai mà mới nha năm. Tại cái mã màu riêu với mã bông đỏ. Cao cấp 25. Mà qua đi, cao cấp 25 nha. 135 nha. Quên à. Cái mã mới đó rồi, cái mã đỏ bên đây đó. Mày không biết nè. Cao cấp 26 nè. 20 cũng được. 135 với mấy mã 20 đó. Có Linh Ngọc Trai luôn không? Hàng đang hóng. Dạ. Em lên luôn, cao cấp 26 nè. 135.000 cho mấy chế mua. Cái này là tai lỡ nha, gắm tai lỡ nha mấy chị yêu dấu nha. Ôi màu trắng xịn cực kỳ luôn, cao cấp 26. Cái này mà người ta may cho mình thành cái kiểu mà bề lai đi chùa mấy chị, mà để riêng mà đi chùa thôi nha. Là người ta bán bao nhiêu mấy chị? 370.000 đồng một bộ. Ôi em hàng định mai như vậy mà nó hiếm quá mấy chị. Cao cấp 26 nè, 135.000. 40kg trở lên, 65kg trở về, mình mua bộ đồ 135 như vậy, mình bận đi chùa, mình bận ở nhà cũng được mấy chị, đâu nhất thiết là bộ đồ phải dành riêng cho đi chùa đâu nè. Nè nè, cái bộ đồ này mình bận cũng sang vậy. Cao cấp 26 nha, 135.000. Mình đi chùa chiền cũng có lịch, cũng rất là sội vậy mấy chị. Cao cấp 26 giùm em hàng, 135. Cái này là màu trắng tinh luôn nha. Cao cấp 26 giùm em hàng, 135.000. 40 đổ lên, 65 đổ về. Cũng cây vải giống như em Hằng nha, nhưng mà nó may cái áo trắng thôi, nó may cái áo trắng thôi, cái quần đen vải thường. Chỉ cái áo thôi mấy chị, quần đen vải thường mà cổ bề lai tay lỡ lỡ như vậy thôi đi chùa, nó bán 320.000 đồng một bộ. Trời ơi. Còn em Hằng là nguyên một bộ gắm hết luôn. Nguyên một bộ nè. Màu này là màu trắng tinh luôn nha mấy chị, hàng thương hiệu nha. 135.000 đồng. Trời ơi. Giao hàng đến nơi được kiểm tra hàng trước khi nhận nữa. Cao cấp 26 liệm hàng ha, 135.000 đồng. Rồi qua tiếp màu hồng. Màu hồng. Rồi hôm nay quá trời luôn mấy chị ơi, cao cấp 27 giùm em hàng. Chị Hồng Nga Nguyễn ơi, mình xả như vậy là ngày mai mình phải cọc giùm em nha chị ơi. Thiệt sự luôn á. Cọc nha, em Hằng mới bán hàng cho chị được nha. Đánh vô nguy hiểm đi. Ghi vô khách xả như vậy mai cọc. Rồi cao cấp 27 nè, 135.000 đồng nè. Trời ơi, 40kg trở lên, 65kg trở về. Em Hằng là Hằng Pyjama. Cao cấp 27, màu gì? 135.000 đồng. Cái gì vậy, em cũng không hiểu nữa. Em không biết nữa. Tự nhiên đem hai mã chỉ một là. Cao cấp 27, 135.000 đồng. Nè cao cấp 27, 135.000 đồng. Phải như nó đem một cái lên nó nói một màu thì em biết là ý là mới về có một màu hả? Mà nó xếp cái màu đó lên nữa mà nó nói một màu là sao em biết. Cao cấp 27 rồi mấy em ấy chị, 135.000. Đỉnh của chớp chưa? Mê ly chưa? Cao cấp 27 rồi mày. Nay nhân viên hàng đâu hết rồi? Dạ 2 ngày nay em like có 2 tiếng đồng hồ thôi, cho nên em cho nhân viên về sớm hết rồi mấy chị. Mai bắt đầu là nó chạy tăng tốc rồi mấy chị. Cao cấp 27 rồi mày mà. 135.000. 2 ngày nay là do em hàng hôm qua like có 1 tiếng, mà hồi trưa này like cũng có 1 tiếng nữa, mà nhân viên em là toàn là siêu nhân không à, siêu nhân gao không à, cho nên là tỷ lệ đơn hàng em hàng không có là đủ sức nó phải like sớm đó chị.
Rồi cao cấp 27 giùm em Hằng nha. Dạ chị thông cảm giùm em nha, chị Hồng Nga Nguyễn. Mình phải chuyển khoản mà mới bán chị nha, tại vì mình mua mà chốt lọt có không có đổi xả tới xả lui thì em Hằng không có cần cọc đâu. Rồi cao cấp 28 nè. Ít cao. Có chị bữa này hồi trước em có may tay dài bây giờ đâu em không nhớ nữa. Hôm nay nhân viên em về sớm hết rồi nó chốt em bao nhiêu đây. Nó chốt em bao nhiêu đây lên like nè, là em lên đây đó không chị. Rồi cao cấp 28 nè. 135 ngàn. Dạ chị Phạm Kiều ơi, em Hằng không có buồn đâu, nhưng mà ngày mai cọc nha, chị đừng buồn em nha chị Phạm Kiều nha. Em Hằng không có buồn chị Phạm Kiều, thì chị Phạm Kiều cũng không có buồn em Hằng nha. Đó ngày mai cọc để em Hằng chốt đơn cho chị Phạm Kiều ha. Rồi cao cấp 28 135 ngàn đồng. Đó em Hằng cũng dễ lắm chị Phạm Kiều, em Hằng không có buồn chị Phạm Kiều, mà chị Phạm Kiều cũng không có quyền buồn em Hằng nữa nha, không được buồn em Hằng nha. Mai cọc cho nhân viên em chốt đơn ha. Rồi cao cấp 28 thì em Hằng 135 ngàn đồng. Chứ đừng có nói là hả, ừ sao chị đặt có 2 bộ 3 bộ mà em bắt chị cọc, là do mình đổi tới đổi lui trên live em Hằng phải xả phiếu ra, xả phiếu đó ra ấn lại phiếu khác hả mấy chị, rất là tốn thời gian luôn. Cao cấp 28 giùm em Hằng, mấy chị chỉ cần nói là ờ đổi thôi, nhưng mà em Hằng phải bấm mã ra đàng hoàng lại nha, chứ để là họ mấy chị không bấm phiếu lại á thì giao mấy chị là cái mã đầu tiên như vậy rồi á hả, mình nhận hàng mình báo là ờ không đúng ha. Cao cấp 28 thì em Hằng 135 ngàn đồng, màu vàng chanh đây. Ố quên lộn, mà này màu vàng đồng, trời ơi. Rồi cao cấp hai vàng chanh còn chục bộ hả, đem lên luôn đi. Ờ hôm nay cho mấy chị mua cao cấp 28 nha, 135 ngàn, 40 kg trở lên, 65 kg trở về giùm em ha. Rồi qua đơn luôn. Rồi lên hàng là cao cấp 29. Rồi cao cấp 29 tiệm hàng đây đây đây, màu đỏ pháo bông này là mê ly luôn nè. Rồi nhanh đi em qua nha, cao cấp 28 giùm em Hằng, 135 ngàn đồng. Dạ ok chế Nguyễn Hiền nha. Rồi đây mấy chị ơi, cao cấp 29 nha, 135 ngàn. Ờ nó lấy sao giờ nó lấy lên vậy anh? Mười mười hả? Cái hàng mười mười tốc độ nha. Rồi hàng mười mười là tốc độ chí xíu nha. Rồi lên cao cấp 29 nè. Đặng em qua ngọc trai, rồi em qua mango tay già, rồi em qua mango tay ngắn nữa. Bởi vì tối hôm nay quá là nhiều hàng để em Hằng bán tặng mấy chị luôn. Cao cấp 29 nè, 135 ngàn đồng. Rồi cái màu này là phải chốt đơn nha. Đó cái màu này là hả, mê ly luôn. Cao cấp 29 giùm em Hằng, 135 ngàn đồng. Lấy hàng đẹp là đặt nhiều nhé Hằng hả. Cao cấp 29 giùm em mấy chị, 135 ngàn đồng. Cao cấp 29 nha, 135 ngàn đồng. Không mấy mấy chế của em Hằng ơi, mấy chế của em Hằng có thể là cho em Hằng xin tí động lực để khách mới á mấy chị, người ta có thể là tự tin chốt đơn hàng được không mọi người. Rồi mã này em là cao cấp 29 nè, 135 ngàn. Cái màu này là màu pháo hoa nha mấy chị ơi, đẹp mê ly chưa. Cao cấp 29 giùm em Hằng nè, 135 ngàn đồng. Màu đỏ đô pháo hoa nha, rất là sang trọng luôn. Nè mấy chị, cái này để em quay cam sau cho mọi người nhìn thấy rõ cái họa tiết không nha. Dung Phương. Rồi đây, đây đây, mấy chế nhìn thấy rõ cái họa tiết không, đẹp lắm luôn mấy chị nè. Nè nè, cái họa tiết nó như cái chùm pháo hoa bắn bắn lên gì nè mấy chị, đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi. Rồi cao cấp 29 giùm em Hằng ha, 135 ngàn đồng. Rồi cái này miêu đây hả, trời miêu đấy hả. Rồi có 6 bộ à, nó dành như vậy nè, đặng nó qua lô nha mấy chị. Cao cấp 30 để nó khỏi dọn lại. Ôi ơi, con đi đâu vậy? Cao cấp 29, 135 ngàn đồng. Đó mình khách quen nè, mua gần 50 bộ rồi mà vẫn cọc mới đi đơn đó mấy tình yêu. Em cảm ơn chế Phương Phương Quỳnh nha. Nè cao cấp 30, 135 ngàn đồng. Cao cấp 30 nha. Cái này có 6 bộ thôi cho nên là bé Hằng sẽ bận cái áo lên nha mấy chị. Màu đỏ rực hả? Không, không có đỏ rực đâu. Cao cấp 30 giùm em hả, 135 ngàn đồng. Cái này có 6 bộ thôi cho nên là bé Hằng á mấy chị yêu dấu nha,
Ủa mấy chị xin phép giùm em Hằng câu gấp 30, 135 ngàn đồng. Cái này cho bé Hằng xin phép không bận cái quần được không mấy chị yêu dấu? Không bận cái quần được không? Tại vì nó có 6 bộ à. Đó mấy chị, pháo hoa đó chị có mấy bộ đẹp lắm đấy chị ơi. Cảm ơn chế yêu nha. Rồi cao cấp 30 màu xanh đen, chủ đai ô gắm xước nha, thương hiệu nha mấy chị, rất là đẹp luôn nè. Rồi cao cấp 30 với hàng xinh qua nha. Tại vì có 6 bộ, cao cấp 30 có 6 bộ à, 135 ngàn đồng, 40kg trở lên, 65kg trở về. Rồi cao cấp 31 135 ngày không? Đức Dượng Tư không có bấm, bấm đi. Cao cấp 30 chút Dượng Tư vô, Dượng Tư cho em đi tiểu. Rồi cao cấp 31 cũng có 6 bộ luôn, 135 ngàn đồng, 40kg trở lên, 65kg trở về. Lại đi, mấy cái này là em chuẩn bị qua rồi đó. Nè, cao cấp 31 liền hàng, 135 ngàn đồng. Dạ em cảm ơn chế Vân Nguyễn Thị nha. Rồi cao cấp 31 màu riêu nè, 135 ngàn đồng, ống quần đẹp lắm luôn á mấy chị ơi. Nè có em Hằng chào chế Hen Châu nha, cao cấp 31. Chế Hen Châu thích thích bông chân nhà Hằng á, hôm nay có vô kịp để mua bông chân không chế Hen Châu? Có hả? Cao cấp 31 100 có hả chế Hen Châu? Em thấy là chế Hen Châu em thích bông chân nhà em Hằng đó. Cao cấp 31 nãy có vô kịp để mua bông chân không? Cao cấp 31 cho mẹ em hả? 135 ngàn đồng, đẹp lắm, để em hỏi cho mấy chị xem nè. Thôi con ăn đi. Cao cấp 31 135 ngàn đồng. Rồi cao cấp 31 em hàng cảm ơn cô An Nguyệt nha. Cao cấp 31 giùm em hả? Nè Dương Nguyễn, 135 ngàn đồng. Rồi em qua đi, không có nhiều chồng ơi. Cao cấp 32 này còn vô đây luôn hả? Rồi vô đây luôn, đây 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 mấy chị, cao cấp 31 giùm em Hằng nha. Rồi em cảm ơn chị Dung Nguyễn nha, hôm nay mới nhận hai bộ đồ của Hằng, đẹp lắm mặc liền luôn. Hôm nay chuẩn bị tới công chuyện đồ đẹp nữa nè. Có Linh Ngọc Trai hôm Hằng mới nhận đồ Ngọc Trai đẹp quá chừng, tới công chuyện. Trời ơi Ngọc Trai hôm nay mã mới nữa, cao cấp 32 nè mấy chị, 135 ngàn đồng. Nè mấy chị nhìn cái này chắc là bên trong mấy chị, cái này á mình nhìn bề trái á nó sẽ đẹp hơn nhiều luôn nha mấy chị, mà ở ngoài mình nhận thì xuất sắc cho em Hằng. Hàng em Hằng giao đến nơi được kiểm tra hàng mà mọi người. Cao cấp 32 giùm em Hằng, 135 ngàn đồng. Cao cấp 32 nha. Mua nước nữa hay vậy? 135 ngàn đồng, 40kg trở là hôm nay mấy chị tát tên bạn bè vô mua ủng hộ em Hằng quá trời luôn. Cao cấp 32 nha. Chị xuống shop mua có được giá này không Hằng? Dạ chị Cao Ngọc ơi, mình thông cảm giùm em Hằng nha. Chế Cao Ngọc thông cảm giùm em Hằng nha chế ơi. Tại vì hiện tại là shop em Hằng quá trời lu bu á, cho nên là mình xuống shop em Hằng không có bán giống bằng giá trên like. Hàng tại shop là em Hằng bán mắc hơn tới 100. Thiệt sự cái này em nói thẳng luôn, là hàng em Hằng bán mắc tại shop là em Hằng bán mắc hơn 100 đến 110 ngàn so với giá like. Tại do hàng bên shop em Hằng nè không còn chỗ để á mấy chị. Khi mấy chị xuống shop rồi mấy chị muốn cái mã này là em Hằng phải cho nhân viên đi dọn kho kiếm kho lên ở mấy chị và lấy ra cho mọi người. Cao cấp 32 đúng không? Rồi cưng để đây giùm chị. Cao cấp 32, cao cấp 32 anh ơi đưa tiền lẻ kìa. Cao cấp 32 giùm em Hằng. Rồi cao cấp 32 giùm em Hằng, lấy giùm anh cho bác sư tẩy. Rồi cao cấp 32 giùm em nha, 135 ngàn đồng. Bông chân em không có lên nữa chị ơi, chị mới coi thì một lát mình xem lại like giùm em đi rồi mình comment trên đó đi, tại vì ngày mai mình mới comment là em không áp dụng nha. Rồi 3334 nữa là em Hằng qua gắm em Hằng lên Ngọc Trai luôn nha. Rồi 33 nè. Ờ, cái màu này là cái màu gọi là làm nên thương hiệu luôn nè. Quá mê ly, tối nào cũng muốn nghe Hằng like hả? Dạ ok chứ An Nguyệt. Rồi màu vàng chanh đây nè, cái màu mà mai tới 400 bộ hơn được cây vải này, mai 400 bộ giờ còn được 10 bộ. Bữa giờ mấy chị hỏi mà cứ dám mà không dám báo còn, lại mất công mấy chị là hả, nói là chị mua được. Rồi cao cấp 30 à, 33, cao cấp 33 nha,
135.000 đồng. Cái bộ mà em nói là rất là nhiều siêu phẩm. Cái bộ mà chị này mua một cái là giới thiệu chị em bạn bè vô mua. Đợi bộ này bữa giờ cao cấp 33 nha. 135.000. Bộ đồ này xin được có 7 bộ thôi nha mấy chị ơi. Cao cấp 33 qua đơn nha, hết rồi. Rồi cao cấp 34 giùm em Hằng. Dạ cao cấp 33 là em hết rồi nha mấy chị ơi. Rồi lên giùm em Hằng là cao cấp áo quá bông nha. Quá bông. Cao cấp 33 giùm em mấy chị. 130.000 đồng. Ơ 135 nha, hết nha. Hết 33 rồi mấy chị ơi. Rồi 34 giùm em Hằng cái nè. Ở 135.000 rồi tổng bị nha. Rồi 34 được có 4 bộ rồi nha. Cao cấp 34. Tại Hằng lên số hội giùm em. Chế mua kịp bộ đó đó, Hằng đẹp xuất sắc luôn. Mấy chị bộ 33. Bộ 33 chị em nào mua được cho em Hằng xin cái comment đi nha. 34 bà Diễu Hiền. 43 gì đâu đây bà. 34. 34 à. 34 có mấy bộ rồi, qua nhanh luôn nha. 34 cho bà Diễu Hiền 2 bộ nè. Rồi còn 2 bộ nữa. Đó 34 giùm em Hằng, rồi qua đơn nha. 135.000 hết 34 rồi, hình 35 rồi em hết hình, ủ quên em hết gắm nha. Rồi cao cấp 35 giùm em Hằng. Rồi dạ em lên tay dài liền. Rồi cao cấp 35 nè, em lên tay dài này cho mấy chị mua lâu rồi. Rồi em xí luôn, tay ngắn nữa nha Hằng. Ok nha, rồi cao cấp 35 giùm em Hằng. 135.000 đồng. Cao cấp 35 mà là màu cam đất nha. Cao cấp 35 liệm hả? Sao mà viết bài đi con, nó tập nó viết ngày hơi tháng nhà tập nên. Con viết xong, con ở lớp con viết rồi mẹ. Thiệt hả? Sẵn sẻ. Thiệt không? Thế? Thiệt không mà hung miếng thôi. Để phụ huynh rồi bé viết thứ ngày tháng. Cao cấp 35, 135 ngàn. Phụ huynh cho bé đầu năm là lần cánh đồng của bố. Cánh đồng của bố đọc chưa? Không sao nói vô coi. Đâu Hùng rồi đọc ơi. Cánh đồng của bố đọc. Không có bài hả? Nhưng mà đó, con nói con hụt rồi đó. Cao cấp 35 liệm hả? Đọc cho mẹ Năm nghe kìa. Ồ sao nay nhìn hai cái má nó hồng hồng dữ vậy heo. Cao cấp 35. 135 nghìn đồng. Cao cấp 35 nha. Em qua đơn nha. Hết rồi nha mấy chị ơi. 135 nghìn đồng. Cao cấp 35 nha. 135 nghìn đồng. Rồi cái này là bán tặng dữ dội luôn á trời. Cao cấp 35 nha. 135.000 đồng giùm em Hằng. Rồi cao cấp 35 liền giùm em Hằng ha. 135.000. Úi bà trời ơi, bà chế hồ một nguyên chắc có quá bà. Có quá bà chế yêu dấu ơi. Rồi cao cấp 35 nha. Xem Hằng like cuốn quá cuốn. Trời ơi, mới thấy nha. Mới thấy một người là nói em Hằng xem em Hằng like cuốn quá cuốn nha mấy chị. Hồi trước là mấy chị em Hằng chỉ nghe mấy chị nói là đồ nhà em Hằng là không lối thoát thôi. Hôm nay cuốn quá cuốn nhà em Hằng sắp là gia nhập showbiz rồi đúng không mấy bà. Rồi cao cấp 36 nè. 135 ngàn nè. Vô chút đồ nha. Cao cấp 36. Tai dài ngọc trai màu rêu. Màu rêu, nền vải màu rêu nha. Hoa văn màu vàng da hả mấy chị. Rồi em Hằng phối nè. Cao cấp 36 liền giùm em Hằng. Trời ơi cái mã này là làm nên thương hiệu nhà Hằng luôn. Hot trend cực kỳ luôn. Cao cấp 36 nha. Hôm nay có lên pyjama tay ngắn không Hằng? Hồi trưa xem không kịp. Dạ một chí hồi em lên nha. Cao cấp 36. Chị nào đang chờ đợi ngọc trai tay dài thì lấy liền giùm em Hằng. Tối hôm nay là hội tụ với mấy chị là đủ lô xuất sắc luôn. Được chưa? Cao cấp 36 liền Hằng. Hôm nay là gọi là sạch túi với bác Hằng một đêm được không mấy chị? Cao cấp 36 nha. Nhiêu tiền mấy chị yêu dấu nha? 135.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Mẫu này cũng đẹp dữ dội lắm luôn nè. Dạ cao cấp 36 liệm Hằng. 135.000 đồng. Mẫu này em nói là may bao nhiêu cũng hết trơn mấy chị. Cao cấp 36 giùm em Hằng. 135.000 đồng. Bởi vì nè mấy chị nhìn nè. Nhìn nha, cái ngọc trai nha, cái ren ngọc trai như vậy. Rồi cái nút nè. Rồi tiền vải đồ này kia nọ mà bán lên 135.000 đồng. Nó quá là rẻ chưa mấy chị. Cao cấp 36 liệm Hằng.
135.000 đồng giùm em. Ở túi nè, 40kg trở lên nha, 65kg trở về giùm em Hằng ha. Rồi cao cấp 36 này giùm em nha, 135.000 đồng giùm em Hằng. 40kg trở lên giùm em hả mấy chị ơi, 65kg trở về giùm em Hằng. Rồi cao cấp 36 nha, 135.000 đồng giùm em ha. Ôi bộ này đẹp, cao cấp 36 liền giùm em mấy chị. Mấy chị yêu dấu có đơn nha mấy chị, 135.000 đồng giùm ha. 40kg trở lên, 65kg trở về. Hồi ơi, cao cấp 36 liền hàng nha, 135.000 đồng. Ôi hồi ơi, không lẽ xí nữa trời. Cao cấp 37, 135.000 đồng. Ôi ôi, trời anh, quá là đẹp luôn anh. Cao cấp 37 liền giùm em mấy chị ơi, 135.000 đồng. Đẹp quá là đẹp luôn mấy chị. Cao cấp 37 nha, 135.000 đồng. Cao cấp 37 liền giùm em mấy chị ơi, 135.000 đồng nha. Em nói rất là xuất sắc luôn mấy chị, lên đơn cao cấp 37 liền giùm em hả, 135.000 đồng. Nguyễn Hí Quyên, cao cấp 37 nha, 36 cả đống ở dưới luôn á. Rồi cao cấp 37, một đống 36 ở dưới luôn đó nha. Cao cấp 37 giùm em Hằng, 135.000 đồng giùm em Hằng. Trời ơi, cái bộ đồ này mà hồi chiều này biết mà nó đã về rồi á mấy chị, là lấy bận rồi, lấy bận chụp ảnh cho mấy chị liền rồi. Là về nhà mới là chụp ảnh liền rồi. Cao cấp 37 giùm em Hằng mà không thấy, 135.000 đồng. Cao cấp 37 nha mấy chị ơi, 135.000 đồng. Rồi mấy chị đồ nhà hàng lôi cuốn, chị em phụ nữ khắp mọi miền đất nước Việt Nam, em cảm ơn chú Quỳnh Sương nha. Cao cấp 37 giùm em Hằng, thiệt sự luôn mấy chị, không chuẩn nhận là Việt Nam nữa mấy chị, mà đồ bộ nhà em Hằng đó mọi người, qua Canada nè, Đức nè, Úc nè mấy chị, Mỹ nữa mấy chị, Hàn Quốc nữa mấy chị, Pháp nữa, rồi cam nha, rồi Lào nữa mấy chị. Cam Lào là nhà phân phối em Hằng luôn, xưởng em Hằng luôn, đặt em Hằng may không. Cao cấp 37 nha, nhưng mà người ta không có may mát Hằng nha em Hằng, ở người ta phải đặt mát người ta, nhưng mà xưởng em Hằng may ra luôn. Cao cấp 37, 135.000 đồng. Ở Việt Nam thì nói chung là tỉnh nào đồ bộ em Hằng cũng phủ sóng hết trơn á. Bây giờ mấy chị cao cấp 38 mọi người ơi, máy này còn có 10 bộ nha. Ôi cái này 135.000 nè, mấy chị đợi chờ bữa giờ lắm luôn nè. Cao cấp 38 nha, 135.000 đồng. Có tay ngắn không Hằng? Chị đang chờ tay ngắn. Dạ, đợi em lên tay ngắn cho mấy chế mua nha. Cao cấp 38 liền bá Hằng, 135.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Mã này hôm bữa chứ thấy có bi. Dạ đúng rồi, hôm bữa em có like bi, để em coi coi còn bi em like mấy chị nha. Mã này còn có 10 bộ thôi nha. Nè, bữa nào ai hụt vô đi. Bữa giờ em Hằng còn có 10 bộ, má nằm tuốt ở dưới á mấy chị. Cao cấp 38 thì em Hằng, 135.000 đồng. 40 đổ lên nha, 65 đổ về. Cao cấp 38 thì may mấy chị ơi, 135.000 đồng. 40 đổ lên nha, 65 đổ về giùm em ha. Rồi cao cấp 38 thì em Hằng, 135.000 đồng giùm em Hằng. Ôi đỉnh quá à, 40kg trở lên, 65kg trở về. Rồi cao cấp 38 giùm em Hằng nha, 135.000 đồng giùm Hằng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Cao cấp 38 nè. Nãy giờ em không có like bi ha, em lên một cái bi cho mấy chị mua đi. Cao cấp 38 nha, quá đẹp luôn, 135.000 đồng. Rồi cao cấp 39 nha, nè, 135.000 đồng. Trời ơi, bi xanh đen, nền vải xanh đen nha. Đây mấy chị mua bi rồi, đẹp cực kỳ. Dạ cao cấp 39 nè, 135.000 đồng nè. Đó, cao cấp 39 giùm em Hằng. Ôi ôi mấy chế ơi, nhìn cái tay nè. Ôi bồng bồng dễ luôn, kỳ luôn nha, 135.000 đồng. Cao cấp 39 giùm em nha mấy chế ơi, 135.000 đồng ha.
40kg trở lên, 65kg trở về. Cao cấp 39 nha mấy chế, 135.000 đồng. Rồi ok, em lên tay ngắn pyjama liền. Cái ghế mẹ đâu bé Nhi, con ngồi hả bé Nhi? Cao cấp 39 nha mẹ hả? Cho mẹ uống miếng mà Pepsi cho mẹ ọ cái này nha. Cao cấp 39 nha mẹ hả? 135.000 đồng. Rồi cao cấp 39 nha mẹ hả? Hàng này. Bài nha, học bài nha. Bài em mặn. Sớm nha. Sớm thì con đi học. Rồi cảm ơn nha. Cao cấp 39 135.000. Cao cấp 39 nha mẹ em Hằng. 135.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Cao cấp 39 135.000 đồng. Rồi cao cấp 40 nha. Cao cấp 40 giùm em mấy chị. 135.000 đồng. Cao cấp 40 nha. 135.000 đồng. Đây nè. Cao cấp 40. 135.000 đồng. Dạ chị Bạc, chị Bạc út hả ta? Bây giờ mình ghi sao ta? Mình ghi cao cấp 40 đi chế. Kèm giùm em hàng cái số điện thoại đi. Chế ghi 39 kèm giùm chế, muốn mua cái 39 phải không? Thì mình comment là cao cấp 39. Mình không ghi cao cấp, mình sợ chậm thì mình ghi CC39. Rồi cắt giùm em cái số điện thoại nha. Rồi 40 giùm em hàng nha. Rồi cao cấp 40 giùm em. Dạ không cho đổi thì không lấy nhé, vậy nhé em vậy thôi. Dạ ok chế Phạm Kiều. Rồi không chốt nha chế Phạm Kiều nha. Là lần sau mua shop em hàng cũng không được nha. Đó, cao cấp 40. Đó, nói em hàng thông cảm thì em hàng cũng thông cảm rồi. Là mai mình cọc, đừng buồn em. Đó, cao cấp 40 giùm em hàng. 135.000 đồng. Ok chế Phạm Kiều, bên shop em hàng không chốt đơn. Bấm vô luôn đi. Bên shop em hàng không chốt đơn chế Phạm Kiều nha. Nếu mà mình muốn đổi thì mình phải chuyển cọc giùm em hàng ha. Đó, mình nói như vậy đó. Mấy chị đổi thì được, bên hàng bắt cọc lại thì không được mấy chị. Rồi cao cấp 40 giùm hàng. Là chị Phạm Kiều, mai mốt mình có mua nữa mình cũng phải cọc em hàng mới bán lại cho chị nha. Cao cấp 40 giùm em hàng. 135.000 đồng. Trời ơi, cái tông này nó dễ hơn cực kỳ luôn mấy chị. Đó, cao cấp 40 giùm em hàng. 135.000 đồng giùm em. 40kg trở lên, 65kg trở về ha. Cao cấp 40 giùm em hàng. Rồi 135.000. Tự nhiên mấy chị nghe vậy cái là buồn cực kỳ luôn rồi. Rồi cao cấp 40, 135.000 đồng. Cao cấp 40 nha, 135.000 đồng giùm em ha. Cao cấp 40 giùm em ha, 135.000. Không phải chế Kiều Phạm đâu, Phạm Kiều không phải bà đâu. Bà lên nữa. Rồi em một cái màu beo nè. Hết nha mấy chị. Em ăn hết mã này nha. Đặng em qua cái tay ngắn này em bán tặng cho chị em mình ha. Rồi cao cấp 41. Để em lên cái tay ngắn em bán tặng cho mấy chị em mình. Cao cấp 41 giùm em hả? 135.000. Sao bữa nay nó không có cài nữa nha. Cao cấp 41 nha. Nè tay dài mà beo nữa đẹp chưa? 135.000. Cao cấp 41 giùm em hả? 135.000 đồng giùm em hả? 40kg trở lên, 65kg trở về. Rồi mấy chị yêu dấu. Dạ em cảm ơn chế Loan Tròn nha. Cảm ơn chế yêu nhiều nha. Rồi cao cấp 41 giùm em mấy chị. 135.000. Cao cấp 41 nha, 135.000. Cao cấp 41 giùm em mấy chị. 135.000 đồng giùm em hả. 40kg trở lên, 65kg trở về. Trời ơi, nó đẹp quá à. Cao cấp 41 liền em mấy chế ơi. 135.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Chị nào đang thích tay dài mà được làm bằng mã beo như vậy là chốt đơn lẹ nha. Lâu lâu mới có nha. Mấy mã này Hằng may đồ thiết kế là mê lê thiệt tổng mấy chị. Đồ thiết kế bên số bên em Hằng nè. Chốt dọc dọc ở đây nè. Cao cấp 41 giùm em Hằng. 135.000 đồng mà bữa giờ mà không có thời gian để like đồ thiết kế luôn á. Cao cấp 41 giùm em Hằng nha. 135.000 đồng. Rồi rồi bán gì mà có vậy, không thì thôi, sợ không có tiền kìa. Rồi cao cấp 41 giùm em mấy chị ơi. 135.000 đồng. Rồi cao cấp 41 dạ có đồ lẫn nha, xíu em lên 135.000. Rồi cao cấp 41 giùm em Hằng. 135.000. Dạ chị Phạm Kiều ơi,
mình cảm thấy khó thì mình có thể không mua không sao đâu chị, không ủng hộ nữa thì thôi chị yêu nha. Rồi cao cấp 42, nếu mà mình dễ là mình không có đổi tới đổi lui giống như cho shop em Hằng rồi. Rồi mình còn nói em Hằng là không có buồn nữa, thì em nói không có buồn, em không có buồn chị, rồi thì chị cũng đừng có buồn em, thì chị đổi như vậy thì chị phải cọc, chị xả trên like như vậy thì chị phải cọc. Em Hằng bán cao cấp 42, Thuận mua vừa bán mà chị. Cao cấp 42 giùm em Hằng 135 ngàn. Rồi cao cấp 42 giùm em Hằng. Thì mình có tiền mình có thể đi mua những shop khác không sao đâu chị nha. Shop em Hằng không có thể phục vụ khách VIP như chị được rồi ha. Đó, VIP quá à. Cao cấp 42 giùm em Hằng 135 ngàn. Shop em Hằng không thể nào phục vụ chị yêu được ha. Mình có tiền mình đi mua mấy shop khác đi, mình đổi tới đổi lui, nó sẽ nói nhẹ nhàng giống như em Hằng đó. Cao cấp 42 nha, 135 ngàn. Cao cấp 42 giùm em hả, mấy chị yêu dấu nha, 135 ngàn đồng giùm em ha. 40kg trở lên, 65kg trở về. Rồi cao cấp 42 giùm em mấy chị ơi, 135 ngàn đồng. Cái này đang ngắn rồi hả? Cao cấp 42 giùm em mấy chị ơi, 135 ngàn đồng giùm ha. 40kg trở lên, 65kg trở về. Cao cấp 42 giùm em mấy chị ơi, 135 ngàn đồng giùm ha. 40kg trở lên, 65kg trở về. Cao cấp 42 giùm em ha, 135 ngàn đồng. Cao cấp 42 giùm em nha, 135 ngàn đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Cắm khỏi trang luôn đi chồng ơi, cho khỏi mua hàng nữa chồng. Không, bây giờ em không cắm, để xem hoài muốn được. Cao cấp 42, 135 ngàn. Em sẽ không cấm chị khỏi trang mà để cho chị vô comment hoài, bên shop em không bán. Cao cấp 42, 135 ngàn đồng. Cao cấp 42 nha, 135 ngàn đồng nhậm hàng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Rồi em có một cái hoa nhí này nè, đẹp quá trời luôn nè. Hoa nhí mà mấy chị đợi chờ nhất trong năm luôn. Rồi cao cấp 43 liền giùm em Hằng, 135 ngàn đồng. Rồi cao cấp 42 nha, 135 ngàn đồng giùm em Hằng. 40kg trở lên ha, 65kg trở về. Rồi lên em Hằng là cao cấp 43. Nhanh nha em Hằng, qua tay ngắn em Hằng bán tặng mấy chị nha. Ôi một cái hoa nhí quá đẹp luôn chưa. Cao cấp 43 liền giùm em ha, 135 ngàn đồng. Cao cấp 43 đây, quá đẹp chưa. Một cái hoa nhí này mà mua mặt tết là bao đỉnh luôn. 135 ngàn, chuẩn bị mình qua mình mua nha mấy chị ơi. Cao cấp 43 liền giùm em Hằng nha, 135 ngàn đồng. Bé Nhi còn nước không bé Nhi, cho mẹ uống cái nữa bé Nhi. Cao cấp 43 giùm em Hằng nha, 135 ngàn đồng. Mẹ ở Nam ăn thật hả? Cao cấp 43 liền giùm em nha mấy chị ơi, 135 ngàn đồng giùm Hằng. Rồi lẹ mình qua mình chốt đơn tay ngắn nha, tay ngắn này hốt vậy trời. Cao cấp 43, tay dài này nữa à. 135 ngàn đồng ha, 40 đổ lên, 65 đổ về giùm em Hằng. Cao cấp 43 nha, 135 ngàn đồng. Dạ em cảm ơn chế Trâm Nguyễn Thị nha, em cảm ơn chế Trâm Nguyễn Thị nha. Cao cấp 43 giùm em Hằng. Rồi cái này luôn đi mấy chị ơi, nó quá là đẹp luôn mấy chị. Hôm nay em Hằng để lại em Hằng chịu không nổi luôn mấy chị. Em Hằng để lại chịu không nổi lên luôn ơi. Nè cao cấp 44 nè, 135 ngàn. Cao cấp 44 giùm em Hằng, 135 ngàn đồng. Dạ tay le liền chế từ từ em lên chế ơi. Tay le nè, rồi tay ngắn nữa nè. Tay le mới đẹp. Rồi trời ơi cái này tay ngắn bà ơi. Cao cấp 44, 130. Rồi cao cấp 44 giùm em mấy chị ơi. Trời ơi 130 ngàn đồng. Cao cấp 44 nãy giờ em Hằng không có kiếm chuyện với chị Phạm Kiều nữa. Chị Phạm Kiều mình không mua thì thôi, chị Phạm Kiều. Cao cấp 44 mình khách VIP quá, em Hằng không có thể nào phục vụ chị yêu được. Mình có thể đi, mình không ủng hộ shop em Hằng, mình có thể mua shop khác cũng được nha. Trời ơi làm như có mình bán đồ mà nói chuyện khó ưa chưa từng thấy. Cao cấp 44 giùm em mấy chị, 130 ngàn đồng. Cao cấp 44 giùm em Hằng, 130 ngàn đồng. Cao cấp 44 nha,
130.000 đồng giùm Hằng, cao cấp 44 giùm em mấy chị. 130.000 đồng. Cao cấp 44 giùm em mấy chị, 130.000 đồng. Cao cấp 44 nha, tay ngắn nha. 130.000 đồng, em còn tay ngắn đi nó. Cao cấp 44 giùm em Hằng. 130.000 đồng giùm Hằng. Rồi cao cấp 44 giùm em ha. 130.000 đồng. Nãy giờ em nói là em không bán chị nữa, cao cấp 44 giùm em Hằng. 130.000 đồng mình có tiền mà, mình đi chỗ khác mua đi. Ha, mình có tiền. Mình có tiền mình đi chỗ khác mua đi, cao cấp 44 giùm em Hằng. 130.000 đồng. Thôi cao cấp 44 giùm em mấy chị ơi. 130.000 đồng. Cao cấp 44 nha. Em Hằng chỉ bán cho những chị khách dễ thương, dễ mến, dễ chịu. Đó, mua mã nào chắc mã đó, không đổi tới đổi lui. Cao cấp 45. Này 135 nha, này tay dài nè, lan màu đẹp dữ dội luôn. Rồi cao cấp 45 giùm em mấy chị, 135 ngàn. Cao cấp 45 nha. Thì mình nói là bên Hằng không cho đổi, chị không lấy thì thôi, em Hằng không bán. Em nói mình có mua lại á thì mình phải cọc. Rồi cao cấp 45, 135 ngàn. Cao cấp 45, em Hằng chưa từng nói chị cái gì luôn. Cao cấp 45 thì chị nói là chị xả, bên em nói là mình xả cái mẫu này đổi cái mẫu khác á thì mình phải chấp nhận cọc giùm em Hằng mới gửi đơn. Còn mình không chịu cọc thì em Hằng không gửi đơn. Đó thì chị nói là nếu mà em Hằng không đổi cho chị, không xả, không đổi qua như vậy á thì chị không có mua được. Thì khỏi lấy đơn thì khỏi lấy đơn thì em xả ra em không bán chị. Em mút mình mua lại thì mình vẫn phải cọc giùm em. Cao cấp 45, 135.000 đồng. Cao cấp 45 nha, 135.000. Thôi kệ mấy chị ơi, tăng tốc tốc độ nha. Kệ đi Hằng ơi, hơi đau nói với mấy người đó dạ. Cao cấp 45, 135.000 đồng. Cao cấp 45 giùm em mấy chị ơi, 135.000 đồng giùm Hằng. Rồi, tay ngắn nha. Bất hợp, an hoàn. Cao cấp 46, 130, tay dài là 135, tay ngắn 130 nha mấy chị nha. 46 là 130, đặt em qua tay ngắn pyjama luôn ha. Là em hết lô này nha. Em hết lô này nha mấy chị ơi. Cao cấp 45 này là 135. Loan màu này đẹp lắm luôn á. Rồi cao cấp 45 nha mấy em. Cái gì dữ vậy trời. Rồi cao cấp 46 nè, 130 nè. Cao cấp 46 nha, 130.000 đồng. 40kg trở lên nha mấy chị yêu dấu nha. Rồi hôm nay quá nhiều đồ đẹp rồi, nhận đồ rồi đẹp lắm. Hằng lên mẫu mới đẹp quá, mua về hết tiền rồi Hằng ơi. Em cảm ơn chế Suka nha. Rồi cao cấp 46 giùm em Hằng, 130.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Và em cảm ơn chế Loan Trần nha. Cao cấp 46 liền em Hằng, 130.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Cao cấp 46 liền giùm em mấy chị ơi, 130.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về nha. Cao cấp 46, 130.000 đồng. Rồi còn 3 mã tay ngắn nữa là em hết tay ngắn luôn nha. Em hết tay ngắn loại này, chứ mà tay ngắn pyjama thì em Hằng nhiều lắm nha mấy chị. Tay ngắn loại này thì bác Hằng xin hết nha. Cao cấp 46 giùm em Hằng. Mai đồ mới nữa hả? Hay gì? Hả? Nhiều lô hay gì? Nhiều không? Trời ơi! Tối công chuyện nữa rồi. Đúng thời điểm nữa rồi. Cao cấp 47. Tớp Hằng bán hàng dễ thương lắm rồi. Không mua được là không mua ở đâu được. Em cảm ơn chế yêu nhiều nha. Còn mấy này tay dài bà ơi. Cao cấp 47 giùm em Hằng, 135 ngàn. Cái này lọt một mẫu tay dài nha. Cao cấp 47, 135 ngàn nè. Cái mã này sang lắm mấy chế. Cao cấp 47, 135 ngàn đồng. Chị nào thích tay dài vô chốt mã này luôn nha. 40kg trở lên, 65kg trở về. Rồi cao cấp 47 giùm em Hằng, 135.000 dạ không, nút một ra là em Hằng may size 65 thôi. Nhưng mà chế Vân Nguyễn Thị ơi, nếu mình 62 mình vẫn đẹp đó chế. Cao cấp 47 nha. 135.000 đồng, bởi vì nút một ra bên shop em Hằng may không có rộng nhiều đâu. Em Hằng may chích eo rất là đẹp luôn. Rồi cao cấp 47 nha, 135.000 đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về. Cao cấp 47 nha,
135.000 đồng chế mua hữu một bộ đi, chế Vân Nguyễn Thị một bộ ngọc trai thôi đi, mình xem form đi, mốt mình mua cao cấp 47 giùm em Hằng nha, 135.000 đồng của Hằng, 40kg trở lên, 65kg trở về, cao cấp 47 đẹp lắm nè. Dạ cao cấp 47 giùm em Hằng nha, 135.000 đồng, 40kg trở lên, 65kg trở về, rồi lên cao cấp 48 nha. Mãi gì vậy, cao cấp 4830. Mấy gì? Mấy gì? Cao cấp 4830. Hả? Cao cấp 48 130.000 đồng. Cao cấp 48 nha. 130.000 đồng. Có lửng không Hằng? Dạ có lửng xíu em lên nha. Rồi cao cấp 48 tìm em mấy cái 130.000 đồng, 40kg trở lên nha, 65kg trở về, cao cấp 48 nha mấy chế ơi. 100, dạ có lên bộ lụa mango phải không? Em đang like cái này là mango nè, em đang like cái này là lụa mango, nhưng mà cái này là tại vì em đang like kiểu nó là nút ngọc trai, cao cấp 48 giùm em Hằng, 130.000 nha. Rồi 48 giùm em Hằng, 130.000 đồng, cao cấp 48 giùm em mấy chị, 130.000 đồng, 40 đổ lên, 65 đổ về. Thôi mê cái bộ bèo này đẹp quá, cao cấp 48 nha, 130.000 đồng, 40 đổ lên, 65 đổ về. Rồi cao cấp 49 nè, cao cấp 48 giùm em nha mấy chị, 130.000 đồng. Nè em nhớ thấy hồi tiếp em quay giống con Nguyễn Bình Như quá đó bạn, nhớ không? Cao cấp 130.000 đồng. Rồi cao cấp 49, 130 là sang lắm luôn nè mấy chị, cao cấp 49 nha, 130.000 đồng giùm em Hằng, 40kg trở lên, 65kg trở về, cao cấp 49 nha mấy chế. Ôi chị mới nhận hai bộ này đẹp lắm, và em cảm ơn chế Nguyễn Cúc nha, hai bộ ngọc trai kiểu em nói mấy chị, kiểu ngọc trai là kiểu bên shop em Hằng may rất là đỉnh luôn. Mà em nói cũng không phải riêng về kiểu ngọc trai nữa, mà tất cả các dòng đồ bên shop em Hằng, em Hằng may đều rất là chỉnh chu để trước khi ra ngoài thị trường nha. Bởi vì sao mấy chị, một bộ đồ, từng cái bộ đồ đều gắn mác em Hằng, đều mang tên Hằng Pyjama của em, là nó nằm cả một cái giá trị, cả một cái sự nghiệp em Hằng lên từng cái bộ đồ mấy chị. Cao cấp 49 nè, 130.000 đồng, cao cấp 49 nha, 130.000 đồng Hằng, 40 đổ lên, 65 đổ về. Rồi 49-50 là bé Hằng xin kết thúc đồ ngọc trai nha mấy chị ơi, kết thúc đồ ngọc trai, kết thúc đồ gấm, kết thúc bông chân các kiểu nha, hết nha. Bây giờ bắt đầu mình sẽ săn hàng rẻ nha mấy chị. Đó mango loại 1 luôn, nhưng mà em Hằng sẽ bán giá rẻ cho mấy chị hơn một tí xíu nha. Cũng là mango loại 1 hết, tất cả mang tên Hằng Pyjama nha em Hằng, là điều mango loại 1 hết và gắm loại 1 hết nha mấy chị. Nhưng mà cái này là em may kiểu hơn tiền công một chút xíu. Đó mấy chị, em may kiểu mắc tiền công hơn một chút xíu cho nên em Hằng bán mấy chị 130. Còn toàn bộ những hàng hồi nãy, những cái hàng mà không có nhiều ren như vậy nè, em Hằng sẽ bán mấy chị 125.000 thôi. Tay dài thì 130 ha. Rồi bây giờ lên giùm em Hằng. Chứ bình thường tay ngắn em Hằng đó mấy chị, là em Hằng chỉ bán có 125.000 thôi, chỉ riêng tay ngắn mà ngọc trai như vậy nè mới là 130. Rồi bây giờ là cao cấp 50, con bướm màu hồng rất là đẹp luôn, 130.000 đồng nha, cao cấp 50 giùm em mấy chị ơi, 130.000 đồng nè, cao cấp 50 rất là đẹp. Nhớ lên tay ngắn có con gấu nha Hằng, hồi chiều thấy đẹp quá trời luôn. Rồi lên liền, cao cấp 50 giùm em Hằng nha mấy chị ơi, 130.000 đồng là em Hằng xin hết đồ này nha, không có còn mã nào nữa nha mấy chị, cao cấp 50 giùm em Hằng, 130.000 đồng. Trời ơi cái mã này nó dễ thương lắm nè, 40kg trở lên, 65kg trở về, cao cấp 50 nha.
130.000 đồng dùm em. 40kg trở lên, 65kg trở về dùm em ha. Cao cấp 50 100, ủa nãy giờ mà mới lại có 3 tiếng à. Ủa 2 tiếng à. Cao cấp 50 dùm em mấy chị. 130.000 đồng dùm em ha. 40 đổ lên nha, 62, 65 đổ về. Rồi cao cấp 50 dùm em ha. Rồi bác Hằng qua mã 50 nha mấy chị ơi. Rồi bây giờ lên em Hằng là cao cấp 51 nè. Vô chốt đơn nha mấy chị. 125 nè. Ở tay le nữa, quên lên tay le nữa chồng. Ở tay le tay nè. Rồi tay le tay nữa nè mấy chị ơi. Rồi đây, cao cấp 51. Mua bộ đồ này bên shop em Hằng 125.000 đồng. Mới đẹp dữ dội nè. Cao cấp 51 nha. 125.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. 25. Mấy chế ơi, bắt đầu chốt đơn nha. Bộ đồ siêu sang, siêu đỉnh luôn. Cao cấp 51 đây giùm em Hằng. 125.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Trời ơi, tới công chuyện luôn mấy chế ơi. Cao cấp 51 nè mẹ em Hằng. 125.000 đồng nha. Trời ơi coi nè. 40kg trở lên, 65kg trở về. Pyjama full viền rất là đẹp dùm em ha. Rồi cao cấp 51. Lên đơn liền dùm bác Hằng. 125.000 đồng. 40kg trở lên nha, 65kg trở về dùm em ha. Còn bộ này vô một con có 10 bộ rồi trời. Rồi cao cấp 51 dùm em nha mấy chị ơi. 125.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Bộ này rất là đẹp luôn á mấy chế. 125.000 đồng nha. 40kg trở lên, 65kg trở về em ha. Cao cấp 51 nha. 125.000 đồng dùm ha. 40kg trở lên, 65kg trở về dùm em ha. Đó, tới công chuyện cho mấy chế ơi. Cao cấp 51 thì Nam lại 51 mã rồi heo. Cao cấp 51 dùm em ha. 125.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Rồi cao cấp 52 Nguyễn Thị Thanh Hoa. Rồi cao cấp 52 dùm em mấy chị ơi. Cái này là bán tặng dữ dội nha. 125.000. Đây đây đây. Đấy đây đây. Quá đẹp luôn. Thả tim thả like liền dùm em nha. Dạ con cảm ơn cô Vân Nguyễn Thị nha. Cảm ơn cô nhiều nha. Cao cấp 51 125.000 đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về. Rồi lên dùm em ha. Cao cấp 52 dùm em. 125.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở lại dùm em ha. Rồi bữa chị lại shop lấy đồ mà đẹp lắm, nên giờ chị lại lấy bộ đồ đó lại mua nữa được không? Tại chị không có thời gian coi lại. Làm sao ta? Bữa chị lại shop lấy đồ mà đẹp lắm, nên giờ chị lấy bộ đó lại mua nữa được không? Là bây giờ muốn mua bộ y như vậy nữa đúng không? Cao cấp 52 125.000 đồng. Nè chị Đào Trương ơi, có phải là muốn mua một bộ đồ giống y chang bữa hổm nữa đúng không? Cao cấp 52 125.000 đồng. Cao cấp 52 125.000. Hội bộ này pyjama túi nơ đẹp dữ dội luôn. Là chị muốn lấy một bộ đồ giống y chang vậy nữa hay sao? Cao cấp 52 dùm em Hằng. 125.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về dùm em Hằng. Cao cấp 52 nha. Rồi cao cấp 52 125.000. Chị là chị cứ chụp vào Messenger lấy chị bộ giống vậy nữa. Mai chị lại shop lấy thì chị cứ cầm mà chị cứ gửi qua Messenger đi, chị chụp cái bộ đó đó. Cái bộ mình đã lấy rồi á, xong mình chụp gửi qua Messenger dùm em Hằng nha. Này là 65kg vừa đó. Cao cấp 52 125.000. 40 đổ lên, 65 đổ lại vừa dùm em Hằng. Cao cấp 52 nha, 125.000. Mình chụp gửi qua Messenger dùm bên shop em Hằng rồi đó. Bác Hằng ơi, chị lấy bộ giống giày nữa là nhân viên em sẽ soạn nha. Cao cấp 52 dùm em Hằng. 125.000. Rồi cao cấp 53 mấy chị ơi. Đây đây bộ này đẹp. Có tay dài không Hằng? Dạ có chị, xíu em lên. Nè nè, bộ này em thích lắm nè.
Rồi tao cấp 53 nè. Nguy hiểm mà. Đây. Cao cấp 53 dùm em hả? 125.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Rồi cao cấp của ai ăn luôn hả? Em biết, em mới khốn mà. Em chưa đốt nhang luôn á. Ờ, cao cấp 53. Chú sang gì đây vậy? Cao không, em mới ấy mà. Cao cấp 53. Dạ áo tay le một xí em lên cho mua. Anh xí đi em lên cho mua luôn cao cấp 53 nha. Xong hay vậy 125.000. 40kg trở lên, 65kg trở về. Cái lũ mới cúng mà, đem nghe đem đi đâu hả? Đúng rồi em. Đó, ai lấy đó. Rồi sớm thấy chưa qua chị thấy lũ muốn cho bà có lấy không? Cao cấp 53 giùm em hả? 125.000. 40kg trở lên, 65kg trở về. Bộ này hơi bị sang nha. Có mấy bộ nữa là hết rồi. Hồi chiều là bán banh 50 bộ rồi đó. Còn được 10 bộ nữa vậy á. Cao cấp 53 nha. Hồi chiều không có dám chốt đơn nhiều luôn. 125.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Cao cấp 53 dùm em hà. 125.000 đồng nha. 40kg trở lên, 65kg trở về. Tính gì cho nội 6 cổ hả? Sao bắt 53 rồi mẹ mày. 125.000. Mặt ăn tính là chỉ có vậy thôi à. Rồi, tay le nha. Tay le này vô chốt đơn nha. Tay le là chốt đơn lẹ nha, không có nhiều nha. Mẹ đi mấy chị cho bắt 53 nha, 125.000. Đẹp mất 40kg trở lên, 65kg trở về. Rồi lên cái con gấu này đi. Xuất sắc luôn nè. 54 thôi. Rồi giờ nó bắt đầu là nó cái gì còn một đống chưa lai ở đằng sau luôn hả? Thôi thôi đừng lấy nữa cha nội ơi. Không muốn 50 mà. Cao cấp 54 nè, 125 còn cả nguyên một cái dãy dài sọc nè, 50 mấy mã rồi còn cả trăm mã nó chưa lai nữa kìa. Cao cấp 54 giùm em hả? 125.000 đồng. Đừng lấy lên nó đỡ đâu rồi. Nè, 40 đổ lên, 65 đổ về. Rồi cái màu này hơi bị đỉnh nha. Rồi lên hàng là cao cấp 54. 125.000 đồng. 40kg trở lên nha, 65kg trở về cho em ha. Cao cấp 54 nha. Rồi không là mua đại dùm cho một lon Pepsi coi năm. Mua lon Pepsi một ly nước đá cho uống cái ở luôn cái coi. Sao cây ta sình bụng như kỳ vậy ta. Cao cấp 54 nha. Nè. 125.000 đồng. Tới giờ luôn hay sao á? Bữa qua giờ chưa có hết. Cho nó tiêu. Muốn tiêu cái ta. Cao cấp 54 giùm em Hằng. 125.000 đồng. 54 chế Tiết Phương. Cái này 54 chế. Này 54 nha. 125.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Mua đồ bên Hằng nhiều lắm luôn. Chưa lấy đơn này mà đặt luôn đơn khác nữa Hằng ơi. Em riết hết tiền luôn. Dạ em cảm ơn Tiến Nguyễn Kim nha. Cao cấp 54 giùm em Hằng. 125.000 đồng. 40kg trở lên nha, 65kg trở về giùm em Hằng ha. Rồi bà chế Phụng Kim giờ mới vô hả? Cao cấp 54 nha. Bà chế Phụng Kim hôm nay bỏ lỗ. Bông chung đẹp lắm. Cao cấp 54 nha, 125.000 đồng. Rồi còn cái màu gì nó đâu mà ta? Màu đây, màu này đúng không? Rồi cao cấp 55 nè. Đây đây cái màu này quá sang luôn. 125.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Cao cấp 54 nha. Này con đang lai chú con gọi chú đi. Cao cấp 54, 125. Đất liền. Cao cấp 55, 125.000. Sao tỏi à. Cao cấp 55, 125.000 đồng. Cao cấp 55, 125.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Cao cấp 55 giùm em nha mấy chị. Nhận hết chưa? 125.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Cao cấp 55 liền giùm em hành. Đồ bên em chất vải rất tốt. Chị mua rất nhiều hàng bên em. Dạ em cảm ơn chế nha. Rồi cao cấp 55 giùm em mấy chị. 125.000 đồng giùm em ha.
40kg trở lên, 65kg trở về nha. Cao cấp 55 thì bé Hằng ha, 125.000 đồng. Cao cấp 55 thì giùm em nha mấy chị ơi, 125.000 đồng giùm Hằng. 40kg trở lên, 65kg trở về nha. Rồi cao cấp 55, chế yêu nào đơn một tranh thủ vô chốt đơn. Ngoài Hằng like quá trời mẫu luôn ha Hằng. Dạ hôm nay like là xuất sắc mẫu hết. Cao cấp 55 nha, 125.000 đồng. Rồi chế đây mình đâu đi, cao cấp 55 nha, 125.000 đồng. 40 đổ lên 65 nha. Rồi cái này còn có nhiều đầy bộ em bán tặng mấy chị, 125 là đặng em qua luôn nha mấy chị nha, em qua tới tay loe nha. Tay loe là 130 riêng cái mã 56 này không có nhiều. Quýt liền cao cấp 55 nha, 125.000. Rồi cao cấp 56 nè, tay leo quần khỏe nơ, nhưng mà form này là form 62 nha. 40 đổ lên 62 đổ về. Cao cấp 56 còn có mấy bộ thôi nha, chỉ riêng mã 56 thôi nha mấy chị, 125.000. Trời ơi còn có mấy bộ à, tay leo quần khỏe nơ đẹp lắm luôn. Cao cấp 56 nha, 125.000 đồng. 40 đổ lên 62 đổ về giùm em Hằng. Cao cấp 56 nha mấy chế ơi, 125.000 đồng giùm Hằng. 40 đổ lên ha, 62 đổ về. Cao cấp 56 giùm em Hằng nha, 125.000. Rồi cao cấp 56 giùm em nha, 125.000 đồng. Tai hồi em nói một cái like này là rất là đỉnh luôn á. Like này có like lửng không Hằng? Chị đợi lửng. Dạ phí em lên nha, cao cấp 56 giùm em Hằng, 125.000 đồng. 40 đổ lên 62 đổ về nha, 125.000 đồng. Dạ like này em Hằng sẽ like lửng cho mấy chị nữa nè. Rồi like dây nữa mà chưa. Rồi cao cấp 56 giùm em Hằng ha, 125.000 đồng. 40 đổ lên 62 đổ về. Rồi cái dây bên trong làm em Hằng khuyết cái vai luôn. Cao cấp 56 giùm em Hằng, 125.000 đồng. Mai lấy cái áo ra, em bận cái áo ra này nè. Đó mấy chị, cái áo ra này mua 499.000 đồng nè. Đó mua 499.000. Bây giờ cái quai này nó siết chặt, nó không có đồ tăng đưa nè. Rồi nói ai giờ. Đó mấy chị, nói ai giờ. Cao cấp 56 liền hả? Không lẽ bán gì bộ đồ, cái áo gì mà nói có tăng đưa. Giờ không có tăng đưa mà 499.000. Ship 35.000 luôn á. Một cái áo ra vẫn ship 35.000. Còn em Hằng, mấy chị mua đồ shop em Hằng 5 bộ 6 bộ gì đó, trong một like như vậy ship có 30.000 đồng. Mà mấy chị mua 2 bộ, em ơi 2 bộ có tiền ship hả? 3 bộ cũng có tiền ship, nó thôi đừng giao nha, không lấy đâu nha. Tài cao cấp 57 này 130 nha. 40 đổ lên 65 đổ về. Cao cấp 57 mà không cho kiểm tra hàng, em Hằng gan không? Em Hằng gan dám mua không cho kiểm tra hàng, tin tưởng người ta dữ dội luôn mấy chị. Mà báo là hở dây nó có tăng đưa đàng hoàng. Cao cấp 57 nha. Còn hàng bên Hằng chụp ảnh đàng hoàng ha. Rồi giao đến nơi cho mấy chị kiểm tra hàng. Rồi cao cấp 57 quá đẹp nè, 130.000 đồng nha. 40kg trở lên, 65kg trở về. Thậm chí nha, mình mua 10 bộ đi chăng nữa ha, thậm chí mua bên shop em Hằng 10 bộ cũng trải ra 10 bộ chụp ảnh nữa. Cũng trải sàn ra 10 bộ chụp ảnh cho mấy chị nó. Cao cấp 57 nha, 130.000 đồng giùm em Hằng. 40kg trở lên nha, 65kg trở về. Cao cấp 57 giùm em ha, 130.000 đồng giùm Hằng. 40kg trở lên nha, 65kg trở về. Cao cấp 57 giùm em ha, 130.000 đồng giùm em Hằng. 40kg trở lên nha, 65kg trở về. Cao cấp 57 giùm em ha, 130.000 đồng giùm em. 40kg trở lên nha, 65kg trở về. Bộ này đẹp lắm Hằng. Dạ mấy cái bộ đồ này, cây vải này đẹp lắm. Đô này là mê ly đúng. Lô này em lựa để may bán Tết đó, mà chưa có kịp Tết là nó đã hết vải rồi. Rồi cao cấp 58 nè, ngọc thơm, 130.000 đồng nè. 40 đổ lên, 65 đổ về nè. À cái hoa này đẹp lắm. Ê, nó có màu đen mà, màu đen mấy màu mà hot rồi hả?
Thấy màu kia hết luôn hả? Đúng. Cao cấp 58 giùm em hàng màu đen, hai cái màu đen hàng mới 130, một cái LV, một cái nhịp tim đó. Cao cấp 58 nha. 130.000 đồng. Đây. Hoa hồng vàng. Đẹp lắm luôn mấy chị. Rồi cao cấp 58, em cảm ơn chị Trần Tuyết Hạnh nha. Cao cấp 58 giùm em hàng 130.000 đồng. 40 ký trở lên, 65 ký trở về. Tay dài đi Hằng ơi. Dạ rồi, thích mango tay dài đúng không? Cao cấp 58 đi em Hằng. 130.000 đồng. Trời ơi. 40 ký trở lên, 65 ký trở về. Cao cấp 58 giùm em nha mấy chị. 130.000 đồng, hôm nay quá trời luôn. Cao cấp 58 nha. 130.000 đồng giùm em. Trời, muốn tay em. Muốn tay em bây giờ thấy ghê luôn mấy chị. Rồi cao cấp 58 nha, 130.000 đồng. Rồi 40 đổ lên, 65 ký trở về. Cao cấp 58 này mày mấy chị. 130.000 đồng nha. 40 ký trở lên, 65 ký trở về giùm em Hằng. Không có ai xem 58 mà. 3 tiếng rồi đó. Cao cấp 58 thì mày mấy chị. 130.000 đồng giùm Hằng ha. Rồi 40 ký trở lên, 65 ký trở về. Cái này còn có ít nha. Cái này còn được có 6 bộ vậy nè. Đây, có phải mấy chị chờ đợi này không? Này còn có 6 bộ nha. Cao cấp 59, 130.000 đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về. Cao cấp 59 nha mấy chế ơi. 130.000 đồng giùm em Hằng. 40 ký trở lên nha, 65 ký trở về. Cao cấp 59 nha. Họ nó sang chảnh quá trời vậy trời. 130.000 đồng nha. 40 ký trở lên, 65 ký trở về giùm em ha. Rồi mã này em là cao cấp 59 nha. 130.000 đồng giùm em ha. 40 ký trở lên nha, 65 ký trở về giùm em ha. Cao cấp 59 thì giùm bé Hằng. 130.000 đồng giùm em. 40 ký trở lên, 65 ký trở về giùm em ha. Rồi. Bộ này có mấy bộ nha mấy chị ơi, cao cấp 59. 130.000 đồng giùm em cái này. Cao cấp 59. 130.000 đồng. Bên đó mình có làm miếng không? Cao cấp 59. Bên đó mình có làm miếng nữa không tại? 130.000 đồng. Xịt gì? 40 đổ lên, 65 đổ về. Xịt xịt gì đấy tại thấy mày cũng làm miếng đấy tại. Cao cấp 60. Hả? Thôi chơi. Cao cấp 60. 130.000 đồng. Miếng châu. Còn nhiêu đây luôn hả? Cao cấp 60 nè. Còn nhiêu đây luôn nè trời. Thật sự. Cao cấp 60 nha. 130.000 đồng. Rồi nói đâu rồi, con biết nghe đâu rồi. 40 đổ lên, 65 đổ về. Rồi 60 mã mấy chế. Cao cấp 60 nha. 130.000 đồng. Rồi tay ngắn mango đi Hằng. Hằng. Nhận hàng ta đẹp mà vừa chị lắm. Em cảm ơn chế Tuyết Châu. Cao cấp 60 nha. 130.000 đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về giùm em ha. Rồi cao cấp 60 giùm em ha. 130.000 đồng giùm em. 40 đổ lên, 65 đổ về giùm em ha. Rồi cao cấp 60 nha. Để bán cái nào cho mấy chị đi ta. Cái này đi 125 nè. Này còn có mấy bộ nè. Cao cấp 61 nè. 125 nè. Ê, lấy cái cổ xoan đi Năm ơi. Là có lấy rồi không? Rồi em bán tặng mấy chị giờ hai mã đi. Rồi cao cấp 60 nha. Cao cấp 61. Đây. Bán tặng mấy chế 125 ngàn. Hồi này dễ thương lắm luôn. Mua nhà hàng ưng ý. Em cảm ơn chế Nguyễn Châu. Cảm ơn chế yêu nhiều nha. Quá trời luôn mấy chị. Ê anh. Hay là anh trong cái like này nè, anh chụp
những cái feedback đó lại á, ngày mai cho rồi cao cấp. Lúc đầu không coi, mai coi lại like chụp Messenger được không hả? Chị chị ơi, Trần Tuyết Lạnh, mình comment thẳng trên like đi nha. Mình comment thẳng trên like luôn chị. Rồi cao cấp mấy nè? 61 đúng không? Cao cấp 61 nha, 125.000. Cao cấp 61 liền hàng nha, 125.000 đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về. Dì mua hai bộ đồ cao cấp 31, mai một tay giải khác, có cho dì đổi lại được không? Dạ dì Út Lê ơi, nếu hàng bên con bị lỗi, hàng bên con bị lỗi, lỗi như vậy là lỗi rất là trầm trọng, dì gửi qua bên shop con nha. Hàng còn đủ nguyên tem nguyên mát nha dì Út Lê. Dì Út Lê ơi, hàng đủ còn nguyên tem nguyên mát giùm con nha dì. Cao cấp 61 giùm em hàng ha, 125.000 đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về. Bởi vì mà không thể nào mà thọ ráp một cái vải này vào một cái vải khác vào được ha dì ha. Cao cấp 61 giùm em hàng, 125.000 đồng. 40 đổ lên, 65 ký trở về giùm em hàng. Dạ, rồi cao cấp 61 giùm em hàng. Dạ chế comment trực tiếp trên live đi đi chế Trần Tuyết Hạnh. Cao cấp 61 giùm em hàng nha, 125.000. Ngày mai chế comment trực tiếp trên live đi, tại vì lúc này em hàng đang mua cái phần mềm á. Tại rất là nhiều chị không có xem live được, cái mình không có biết em hàng đang phát trực tiếp hay không á. Cái mình mua trên live đó, mình comment quá trời trên live đó rồi, xong cái em hàng lên cái live mới á. Em hàng lên cái live mới rõ ràng rồi mấy chị nói: "Trời ơi, sao mới mua trên cái live hồi nãy thấy đang live, sao giờ mua đây nữa vậy? Sao không gọi chốt đơn live hồi nãy?" Mà thực chất là cái live mấy chị mua là cái live em hàng đã không có còn live nữa. Mà mấy chị không biết khi nào em hàng đang nổi trực tiếp đỏ như vậy á thì mới là like. Còn mình mấy chị có bình luận cái dấu đỏ lên thì mới là like. Còn mấy chị xem lại like, cho nên là bây giờ em hàng đang chạy cái phần mềm xem lại like để mà không có bỏ đơn của mấy chị. Cao cấp 62, cho nên là xem lại like thì mình cứ mình không có kịp cái thời hoặc là ngày hôm nay em hàng like nè, toàn nhiên là mẫu đẹp không á, toàn nhiên là mẫu đẹp không, nhưng mà ngày mai mình mới rảnh. À mình vào xem em hàng, cái mình thấy những cái mẫu đó mình có thể comment giùm em hàng ha. Còn thì em hàng gọi chốt đơn mấy chị, nếu mà những mẫu nào hết thì xin thông cảm. Em hàng cũng sẽ gọi mình báo nha. Tại vì đa phần là mình mua trực tiếp trên live thì nó sẽ đủ đơn chốt hết rồi. Thí dụ có một mã nào còn thiếu 5-10 bộ, dư 5-10 bộ ra của những chị không nghe máy thì em hàng sẽ gọi tiếp cho những chị mà comment sau ha. Cho nên là nhiều chị mà mua, em cũng khuyến khích mấy chị là mình mua thẳng trên live nhiều hơn. Cao cấp 62 nha, 125.000. Rồi cao cấp 62 giùm em mấy chị yêu dấu nha, 125.000 đồng giùm hàng. Rồi cao cấp 62 nha, 125.000 đồng giùm em hàng. Cô Út Lê ơi, cô cứ gửi qua bên con hàng đủ còn nguyên tay nguyên mát đi. Tại sợ nhiều khi á cô, nhiều khi là cái khúc vải á, cái khúc vải nằm bên đây, đó là bông ít, và cái khúc vải nằm bên đây bông nhiều, chứ không phải là khác vải mà ráp vô được đâu cô. Cao cấp 62, cái đó là một cái lỗi là gọi là rất là lớn luôn, không thể nào mà thợ may mà ráp vô vậy được. Cô cứ gửi qua bên con đi. Nằm bông bên đây, ví dụ như những cái mã bông như vậy nè, đâu rồi những cái mã họa tiết như vậy, đâu rồi cái tay loe hồi nãy đây nè, đây nè cô. Ví dụ như những cái bông như vậy nè, đó, ví dụ như những cái bông như vậy đó, có thể là khi con mặc cái bộ mẫu á, nó sẽ là cái bông như vậy nè, rồi một cái lúc cái tới cắt cái bộ khác thì cái vải cái bông này nó sẽ lên trên đây. Tại đây là nguyên một cây vải bự, con mai theo một cây vải bự cắt ra, chứ không phải là 1m, 2m vải. Không phải là con cắt một cái là 2m vải là nó sẽ đóng đều như vậy ha. Tại vì một cây vải bự nó tới 200m lận. 200m lận nhiều khi em hàng sẽ cắt, nhiều khi cái tới cái bộ khác thì cái phần này nè nó sẽ lên trên đây nữa. Đó, ví dụ đi, lấy 3 bộ đi. Hồi này là lấy 3 bộ đó, chơi tư đi. Rồi cái này cao cấp 62 đúng không? 62 nhầm 125.000 nha. Thì nếu mà cô nói ráp khác vải thì cô gửi qua con coi đi.
nhớ là hàng còn đủ nguyên tem nguyên mác nha, tại vì thiệt sự luôn mấy chị, xưởng em hàng QC kiểm tra hàng đàng hoàng, cho nên là cái mà phần ráp vải này với vải kia thiệt sự là rất là khó. Nếu ráp ra như vậy là nó nguyên một lô lận, nguyên một lô lận, nguyên một lô bị lận, chứ không phải là một hai bộ. Nè nè cô nhìn nha, dì Út Lê nha, nhìn nha, đây cũng là một cây vải một mã đồ nè, một mã đồ ha. Đó, đây một mã đồ dùm em Hằng. Đó, nhưng mà cái bộ đồ này mấy chế nhìn nha, này nó sẽ là một cái bên bông vàng nè, rồi cái bên này không có nè, đó cái cổ này không có nè, đó rồi cái bông vàng, rồi xong cái bộ đồ này nhìn nha mấy chị. Đây nhìn nè, đó cái cổ nhiều khi nó là sọc đậm nữa nè, rồi bên đây sọc nhạt nữa nè. Đây nha, rồi cái này là cái cây vải như vậy, cái cây vải nó như thế này nha, do cái cây vải. Rồi ok chưa, rồi cái nào cổ mua cái thằng nào đâu, cô nói là cái lá me, cái lá me nào. Trời ơi cái này là đâu, lấy cái bộ đó đi, bộ đó mình còn không? Còn trời ơi cái đó không có phải là ráp đâu cô ơi, cái đó là cây vải cô ơi, không bị lỗi, không phải bị lỗi. Trời ơi đây nè, cô mua cái này không có phải bị lỗi nha cô ơi. Rồi cái này nó nói lá mè gì đó chị trời. Rồi đây nè, cô Út Lê này mua nè, mua bên em Hằng là cái bộ, hai cái bộ này. Đây đây nè, một cái màu đen với một cái màu da da này nè, cái màu da da này là biết bao nhiêu khách mua không có nè. Nè đây nè, tay phóng bự lên nè, nè trời ơi cái này không phải bị lỗi cô ơi, cái này là cây vải cô, để nó kiếm thôi còn không. Nè để mình xuống cho tôi đi, để nó kiếm cái cây cây đó, cái bộ đó còn không nha. Rồi nè bán tặng nè, 83. Dạ cái đó là cây vải á, nhờ cô Út Lê cao cấp 63, cho nên là những cái cây vải đó là mai canh kỹ lắm á chị, mai canh kỹ lắm nè. Như những cây này thì dễ nè đó, mà cái này nhiều khi á em hàng like như vậy nè mấy chị, có nhiều chị nha mình để ý dữ lắm nha mấy chị, nói ủa em ơi sao bữa em like là cái bông này nó màu vàng ngay đây nè, rồi cái màu xanh ở đây nè, khi em giao cho chị thì cái này nó màu vàng, cái này màu xanh. Tại vì cái cây vải mình cắt đó mấy chị, không thể nào đều rang ra 100 bộ. Tương tự như vậy nè. Đúng rồi, của cô là tương tự như vậy nè, của cô màu vàng. Nè, cái này là của cô là cái cây vải giống như vậy nè. Đây nè, đó, của cô là cái cây tương tự như vậy, nhưng mà cái cây của cô là màu vàng. Bây giờ cái cây màu vàng con hết rồi. Đây nè, cái hình nè. Đó, đúng không? Cái cây của cô y chang như vậy, nhưng mà của cô là nó màu vàng, còn cái cây vải này bên con là màu đen. Cái cây màu vàng này con bán là thiệt sự luôn là không phải một hai bộ đâu, là con bán ra cái cây này là con bán ra cái màu vàng đó nha, là con bán mấy trăm bộ rồi đó, mấy không phải mấy trăm nữa, mấy nghìn lận. Cái cây này là con mai cái màu nào khách cũng nhận đẹp hết trơn á nè. Nè do bên đây nó ít nè đúng không, bên đây nó ít rồi bên đây nó nhiều, bên đây nó nhiều hoa văn đúng không? Tại vì do cây vải nó canh khó lắm cô. 60 mấy rồi ta? 62 rồi, bây giờ 63 nè. 125.000 nha. Rồi 63 này em bán tặng với chế 125.000 có mấy bộ nè. Rồi, 63 giùm em mấy chị. Không không khoan từ từ đi. Cái này 63 giùm em, đừng chốt bộ đang cầm được. Rồi, cao cấp 63 nhưng mà cô nói mà vải mà ráp thì sợ lỗi, ok bên Hằng chấp nhận có lỗi, chị Liên Võ có lỗi, tại vì may số lượng mà 5.000 bộ, 6.000 bộ ra một hai ngày mà 5-6.000 bộ thì ví dụ như lâu lâu lỗi chỉ trong 5-6.000 bộ nó 2-3 bộ, 4 bộ, thậm chí 10 bộ luôn á. 5-6.000 bộ, 10 bộ, thậm chí là có 10 bộ luôn á mấy chị. Cao cấp 63 nha, 125.000, nhưng mà những cái lỗi chỉ đó thì đương nhiên, cái đó là còn cái chỉ may thì đương nhiên á mấy chị. Đó đồ lá me đó còn, đồ lá me, trời ơi cái bộ này nó lạc lá me, cao cấp 63, 125.000, mà nó thấy không biết coi gì mà nó lạc lá me. Rồi 125.000 nha, cao cấp 63 là bộ em đang mừng nè, 125.000,
rồi người ta hỏi đồ lá me cũng mày còn không cà còn hơn mà mày đem lên tao cách 6 bộ mà lá me còn có 2 bộ à. Vậy mà lấy lá me còn bánh lá me mà nó biết nó lấy rồi vậy? Cao cấp 63 nha, 125 nghìn. Rồi, có thể kiếm lá me không? Trời trời ơi, lá me em không biết lá gì mà nói lá me. Ờ, 62 phải gấu vàng không? Chắc gấu vàng á, gấu vàng á. Hồi nay em ốm quá trời luôn trời. Mấy cái quần này rộng như vậy mua phải XS được rồi đó. Trời ơi, con này đây. Cao cấp 64 là 125 nghìn. Này còn mấy bộ? Này còn có mấy bộ nữa này nha, này tay lỗ nha, đẹp dữ dội luôn đó. Cao cấp 64 nè. Đây nữa nè, 125 nghìn. Mấy chế ơi, mình mua cây vải á thì mình phải biết giùm em hàng là họ nó có sẽ có nhiều khúc cây vải. Nè ví dụ như cái này là nó bi ở đây hoa nè. Cái này giống mấy chị thầy sầu luôn. Ai bắt lỗi em hàng thì em hàng chịu. Chứ bây giờ nguyên một cây mà cứ canh cái hoa để bi nó đều rang như là không được. Cao cấp 64 giùm em hàng 125 ngàn đồng. Cao cấp 64 ít nha, 125 ngàn. Nè, cái này là bi đúng không? Này bi nè, hoa nè bi nè. Rồi cái này bi nè, cái này không có bi nữa nè. Mấy chị bắt là bộ y chang rang là không có được mấy chị ơi nè. Đó, cao cấp 64 nha, 125 ngàn đồng. 40 đổ lên, 62 đổ về. Rồi cao cấp 64 ít nè, 125 ngàn đồng. 40 đổ lên, 62 đổ về rồi nữa hả. Họ nói tặng mấy bà chưa tặng kịp nữa nè. Rồi cao cấp 65 nha. Nè, 125 ngàn đồng luôn. Cao cấp 64 giùm em hàng 125 ngàn nha. Rồi cao cấp 65 thì sợ cái lỗi mà chỉ á, lỗi chỉ á hoặc là lỗi vải á, ví dụ như mày thì mấy chị cao cấp 65 nha, 125 ngàn đồng. Cao cấp 65 giùm em hàng 125 ngàn đồng. Này ít nha mấy chị ơi, cao cấp 65 nha, 125 ngàn đồng. 40 đổ lên, 62 đổ về, 64 ít à. Rồi qua nha. Rồi cao cấp 65 giùm em hàng nha, 125 ngàn. Đẹp quá trời. Cao cấp 65 giùm em nha mấy chị ơi, 125 ngàn đồng. Dạ thiệt sợ luôn á. Cao cấp 65 giùm em hàng 125 ngàn đồng giùm em hàng. Cao cấp 65 nha, 125 ngàn. Dì Út Lê ơi, mình có thể gửi qua con coi được không vậy? Cao cấp 65 nha, 125 ngàn. Cao cấp 65, 125 ngàn đồng giùm em hàng. Cao cấp 65 nha, 125 ngàn đồng giùm em hàng ha. 40 đổ mà này là 40 đổ lên, 65 đổ về, mà vô này đẹp lắm nè. Cao cấp 65 giùm em hàng, 125 ngàn đồng. Mấy giùm chưa được nữa trời. Cao cấp 65 giùm em hàng. Thôi tay lỡ đâu rồi, 125 ngàn. Ủa tay lỡ chưa lên rồi. Đến đầu rồi chứ nội ơi. Cao cấp 65 giùm em hàng, 125 ngàn. 40 đổ lên, 65 đổ về. Lá me đó hả, lá me không? Rồi lá me có 2 bộ à. Cao cấp 65 giùm em hàng, 125 ngàn. Cố gắng lên tới 9 giờ rưỡi nha, 9 phút nữa nha. Rồi thật dội. Ủa sao live stream đã kết thúc vậy cha? Kết thúc chưa? Sao tự nhiên kết thúc vậy, thấy em hằng không? Rồi cao ôi, cấp 66 nè. Nữa nè, cái này là cây vải nữa nè. Cái này mà bắt em hằng là tiểu. Ủa thấy em hằng không mọi người? Sao tự nhiên live stream đã kết thúc vậy trời. Ôi cái này tay dài, 130. Này lá me hả Nam, cái này đặt cái gì nè? Hả? Đấu này đặt thử cho ông Mã coi. Tao đặt thử mã coi. Cao cấp 66. Đặt thử mã coi thiệt sự luôn à. Thôi để mời Nghiệp mời em đặt mã cho nó hơi chồng. Để cho nó sẵn sẵn mã nó đi bộ. Cao cấp 66. 130. Mã gì, mã gì? Mã gì? Sắc màu. Sắc màu hả? Cao cấp 66. 130 nó đặt là mã sắc màu mấy chị. Lấy màu sắc màu. Cao cấp 66 nha, sắc màu nha. Thật sự mấy chị
cho một cái đứa mà gọi là nó thiên thiên linh linh đó mấy chị, nó đặt mã là nó hay lắm mấy chị. 66 130 phải 66 không? Đúng rồi. 66 nha, 130.000 đồng. 40 đổ lên, 62 đổ về. Cao cấp 66 nha, 130 giùm em ha. Rồi ráng tới 70 nha mấy trái ơi, cao cấp 66 giùm em ha. 130.000 đồng. Nay cũng tối bụng mà nó gì khỉ nè em. Không bụng ai không được. Ờ, ăn không có đổ. Cao cấp 66, đi ăn một cái khô rồi. Chẳng còn á. Cao cấp 66 giùm em ha. 130 đói bụng mà không có muốn ăn nhiều kỳ quá à. Thì có mực đúng không? Có mì ăn hả? Hôm nay cái mặt gì đâu mà bóng mà nó hồng. Hả? Con gấp 66 thì mẹ mày 130. Hết hai hũ này nữa thôi. Em không có làm nữa. Con gấp 66. Nó nghe làm đi. Hả? Nhưng mà nó căng lên. Nó căng lên phải 10 tỷ. Ừ. Đâu có ăn không được, đâu được mà. Rồi mãi nói em mã ngủ ngon đi mấy chị ơi, 110 đi. Trời ơi. Trời ơi, thôi tôi buồn ngủ lắm rồi, tôi đau bụng lắm rồi. Đi ăn ấy cho được. Ngủ ngon nha. 110.000 đồng. Rồi ngủ ngon giùm em nha mấy chị ơi. 110.000 đồng nha. 40kg trở lên, 65kg trở về. Rồi ngủ ngon giùm em hả mấy chế. 110 khỏi này lên mã gì nằm. Nằm. Hả? Ngủ ngon giùm em mấy chị. 110.000 đồng. 40kg trở lên nha. 65kg trở về. Rồi mã này lên lại em bán hàng là ngủ ngon nha mấy chế ơi. 110.000 đồng nữa ha. 40kg trở lên, 65kg trở về ha. Còn ngủ ngon bên shop em Hằng sẽ chốt sale cho mấy chị với giá 110.000 đồng nha. 40kg trở lên, 65kg trở về giùm em ha. Rồi ngủ ngon giùm em mấy chị. 110.000 đồng giùm ha. Ví dụ như chị em nào chưa đủ đơn hai bộ mình có thể vô xem lại like giùm em nha mấy chị ơi. Ngủ ngon giùm em Hằng nha. Em like tới bao nhiêu con? 66 mã đó. 66 mã mấy chị. Thật sự mấy chị luôn là ngủ ngon này nữa là 67 mã nè. Ngủ ngon giùm em Hằng ha. 110.000 đồng. Chị em nào chưa lựa đủ hai bộ cố gắng lựa giùm em Hằng xem lại like. Lựa giùm em một bộ nữa nha mấy chị ơi. Ôi cái tay dài luôn hả ta? Tay dài này đi. Rồi ngủ ngon là 110 nha. Phẩm này cao cấp có mấy nè, 67 nè. Rồi 67 là like ngược nhau. 67 nha, 130. Cao cấp 67 nha, 130.000 đồng. Rồi gắn like tới 70 mã nha mấy chị ơi. 67 nè. Rồi ngủ ngon xong rồi thức dậy lựa đồ tiếp nè. 67. Cao cấp 67 nha, 130.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về nha. Đó, ngủ xong bây giờ thức dậy lựa mã 67 nha. 130.000 đồng. Rồi em về em dạy con em học bài một xíu mấy chị rồi cho nó ngủ. Mới học lớp 2 rồi mấy chị mà giờ phải học 2 buổi mà ngồi. Nên là hả? Cực quá à. Rồi hả? Ý là em hả? Trời ơi. Cao cấp 67 nha. 130.000 đồng. Ý là em Hằng thấy học nhiều mà không cho học thêm nhiều luôn rồi đó mấy chị. Cho đi học ở trường thôi đó. Cao cấp 67 giùm em Hằng. 130.000 đồng. 40kg trở lên nha. 65kg trở về nè. Đây mấy chị yêu dấu nha. Quá đẹp luôn mấy chị. Rồi mã 100 mã chế Huỳnh Sương. Em Hằng thì em Hằng like được. Cao cấp 67 nha, 130.000 đồng. Em Hằng like được. Thiệt sự mấy chị em biết mấy chị là ủng hộ em Hằng cho dù em Hằng lên tới 100 cũng được nữa. Nhưng mà con em mấy chị, con gấp 67 nha. Nó thức không có được mấy chị. Nó thức cũng được luôn mấy chị. Em Hằng thức tới khuya, nó cũng thức tới khuya đợi em Hằng luôn.
Ờ nhưng mà họ sáng vậy không có nổi đi học mấy chị, mà con nít nào thức khuya hoài đâu có tốt mấy chị. Trời đi con gấp 6-7 giùm em ơi. Nó nhanh qua nhanh lại rồi nó lớn rồi nào không có hay. Rồi cái nữa là mình đâu có thể nào nó quên đi cái tuổi thơ nó mấy chị. Con gấp 6-8 nè, 125.000 nè, cao cấp 68 nha, 125.000. Trời em chịu khó em like sớm chứ xíu về nó. Bình thường là giờ này em hằng mới like hả. Cao cấp 68 nha, 125.000. Cao cấp 1 đơn lúc trước 6 giờ còn không hằng. Làm sao chế Minh Duyên Trương ta, 6 giờ em hằng đâu có like đâu chế. Chế Minh Duyên Trương là 6 giờ em hằng mới bắt đầu like cái like này mà, đúng không? Cao cấp 68, 125, bộ này đẹp nè, chế Vân Nguyễn Thị 125.000 nè. Này 40-62 nha, cao cấp 68 125.000 đồng. 40-62 sao chế Minh Duyên Trương, chế Minh Duyên Trương nói sao chứ? Là cái like trước 6 giờ là em hằng không có like cái like trước 6 giờ nha em hằng, chỉ like 6 giờ nè. 6 giờ em hằng mới like, tới giờ là 9 giờ rưỡi là 3 tiếng rưỡi. Và một cái like ủa 6 giờ nữa mình đâu có like đâu ta hả? Thì 6 giờ là tới giờ đúng không? Thì 6 giờ là 3 bữa trưa. Cao cấp 68 125.000. Cao cấp 68 125.000. Like buổi trưa là bên shop hàng like từ lúc 11 giờ 12 giờ. Tới 2 giờ rưỡi. Tới 2 giờ rưỡi là đã chốt đơn xong hết rồi. Không có dồn đơn được cái like lúc trưa nha cô. Còn hồi nãy cô mua cao cấp 1 tới giờ thì dồn đơn được nha. Rồi cao cấp 6, 825.000. Không, không like tới 10 giờ nổi chứ Ngọc Thân. Ngọc Thân ơi, rồi em nghỉ nha. Em nghỉ nha mấy chú ơi, cao cấp 6, 8 là 125.000. Để em lên cái mã tài ủ ngon mơ đẹp đi. Và mơ đẹp nè, size 65kg nè, 110. Rồi mơ đẹp nha, 110.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Cao, ngủ ngon. Rồi xong giờ này là mơ đẹp nha, mơ đẹp nha. Đó, bây giờ là 110.000 đồng nè. Bộ đồ này là em nói là hả, ví dụ như là 10 chị nhận là hết 20 chị là hỏi cái bộ này rồi. Bởi vì 110.000 đồng mấy chị giới thiệu cho chị em mình mua quá trời luôn. Rồi mơ đẹp nha, 110.000 đồng. Em hằng còn khoảng chừng bao nhiêu bộ nữa là hết nha mấy chị. Và những cái lô em bán tri ân là hết luôn nha mọi người ơi. Tại vì tri ân là em hằng không có mai lại nha. Rồi mơ đẹp giùm em nha, 110.000 đồng. Size từ 40 đổ lên nha mấy chị ơi. Mơ đẹp giùm em mấy chị, 110.000 đồng nha mấy bạn. 40 đổ lên, 65 đổ về luôn. Và lên hàng là mơ đẹp nha. Bé hàng xin phép nghỉ livestream này nha mọi người. Em hàng cảm ơn mấy chế rút rất là nhiều nha. Thay lời chúc bé hàng lời chúc toàn thể khách yêu của em hàng là ngủ thiệt là ngon, mơ thiệt là đẹp nha. Hẹn gặp lại mấy chế vào ngày mai. Chào tạm biệt mấy chế nha.